chánh đạo thiên tâm cứu đời. Ấy là ơn phước Phật trời ban cho Thái Tử, là người lập ra chánh đạo không tà, luôn luôn tu luyện Di Đà Quan
truyền miệng kiếp người cúng hiến trái cây được hướng cơ trời lại kiếp sư mạng đạo đời dương gian rồi đi nông lo cho quốc thái dân an Yeah.
Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mohammed Giáo chủ Hồi giáo. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu Âu, Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Nam mô Long Mẫu. Nam mô các tỷ tỷ công chúa, Ngũ Long công chúa, các thái tử Long Cung, các chư vị thần thánh ở Long Cung, Thủy Giới. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Khái Phất Sĩ
Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Tiên Ông, Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương, Nam mô Đại Từ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Nam mô Tứ Đài Thiên Dương, Nam mô chư vị Thánh Thần Long Cung Thủy Giới, Nam mô các sư tỷ Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc Đại Từ Tỷ, Nam mô chư vị Thần Hoàng Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa, chư vị Thánh Thần Năm Non Bảy Núi, ông vua bà chúa tứ phương tám hước 12 phương toàn cõi nước Việt Nam. Nam mô tất cả các vị chư vị thánh thần của các nước cùng năm châu bốn biển trên toàn cõi địa cầu này. Nam mô đệ nhất đệ nhị thần rồng Thất Sơn Núi Cấm, Quỳnh Long Thanh Long, Nam mô Thích Long Bạch Long, nhị vị thần núi, vị Long Thần Núi Thiên Long Sơn. Nam mô các vị thánh thần Hỷ Thiên Long Giang, Thiên Long Cung, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Và thưa ngài A Hồ. Nam mô Đức Thầy Đại Thánh Dương. Hết pin con nào với pin nữa không? Cây đỏ. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Chặng Đạo, Đức Đại Thánh Dương Chọt Qua Sơn Tăng, Đức Đại Thánh Quang Đế Công, Đức Đại Thánh Trần Quang Khải, Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt, Đức Đại Thánh Giang Nguyễn Thái Hợp, Đức Đại Thánh Trấn Nam Chặng Đạo, Đại Thần Trần, Đại Thần Trần, Đại Thần Nguyễn Âm Trực, Thần Bến Nghé, Thần Núi Ba Dì, và từ khởi nguồn đường cơ Long Hổ năm 78 mãi cho đến ngày hôm nay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, nước Bắc Việt Nam. Nam mô hồn thiên sông núi từ bao đời của 100 bộ lạc Bách Việt xa xưa từ Trung Quốc cho đến hôm nay, hình chữ S cùng tất cả các vị thánh thần miền Bắc, miền Trung, miền Nam của nước Việt Nam. Nam mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp của cơ sở Ken Ti, nơi gia của Thái tử, chư vị hộ pháp ở Long Cung, Thiên Long Giang, Houston. Hôm nay cung thỉnh các vị quy tụ về núi Thiên Long Sơn dự buổi tiệc. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 2 Nhâm Thìn, ngày Vía Quán Thế Âm, cũng là ngày khai đạo Thiên Tâm vào năm 2017, năm Đinh Dậu, tại nơi này núi Thiên Long Sơn. Vào năm Đinh Dậu, cơ trời hé lộ, hết binh đao, quy cổ diệt kim. Đó là năm Đinh Dậu, cơ trời đã hé lộ, đạo đã ra đời từ năm đó. Mới đây mà đã trôi qua 7 năm lận đận lao đao, toàn cầu điên đảo, con Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Hoàng, Ngô Tuấn Kiệt, Thiên Tướng Kiệt, giáo chủ đời thứ hai, đại đạo Thiên Tâm cùng công chúa Long Cung, Quyền Châu, Thiên Hạnh Thảo, hai hài nhi Gia Quyến, bác Mại, bố, bác Trung, anh bác, cùng các thiện nam tín nữ và cùng các đệ tử hội thiên xa gần khắp mọi nơi đến từ khắp các tiểu bang, tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị thiên trưởng, tiên trưởng, Bồ Tát, chư Phật, hội đồng chư Phật, hội đồng chư Bồ Tát và các thánh thần, chư vị sư phụ Phật Hoàng, tế công sư phụ, tổ sư phụ, đức thầy sư phụ, nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, các công chúa thái tử Long Cung, Long Mẫu cùng thánh mẫu Đại Tỷ Tỷ Liễu Hạnh và 24 huynh đệ tỷ muội ở trên trời, các chư vị hộ pháp gia hộ cho thái tử từ xưa, chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con tới ngày hôm nay, nhiệm vụ đạo và đời. Di Lạc Phật tuyển chọn con là người lãnh trọng trách cao quý, hạ phàm mang thân người Việt Nam lập đại đạo Thiên Tâm tại núi Thiên Long Sơn này, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, vào thời kỳ cuối Hạ Hạ Quân, là đại phước cho dân tộc Việt Nam, một nước nhỏ bé mà có Phật Thánh Tiên đồng hạ phàm che chở, một mà che chở
mà chịu quá nhiều khổ nạn, binh đao huynh đệ tương tàn, liên tục nhiều nghìn năm chinh chiến không ngừng nghỉ, đói khổ khổ đói triền miên, rồi bị ngoại xâm mưu đồ thôn tính diệt chủng, nạn cộng sản chủ thuyết các Mác Lênin, thể chế vô sản xã hội chủ nghĩa vô thần hiện nay để dân tộc thụt lùi lạc hậu thua kém hơn cả các nước nghèo lân bang, con cháu phải tha phương cầu thực khắp mọi nơi từ năm 1975 giờ mãi cho đến thời gian hiện tại, đi làm dâu, đi san giùm, đi lao động quốc tế bị biết bao sỉ nhục. Tất cả các lãnh đạo không ai là không tham nhũng, không ai không làm triệu phú, tỷ phú, qua đêm bỏ mặc quốc gia, bỏ mặc truyền thống lịch sử oai hùng, bỏ mặc dân đen chết như riệp, thiếu thuốc, thiếu ăn, ai ai cũng đều có tội với quốc gia, có tội với đồng bào, dân tộc, với trời Phật, có tội với hồn thiên sông núi, có tội với cha ông, có tội với người dân, có tội với chính lương tâm của mình. Là một quốc gia bị quốc tế liệt kê vào tham nhũng số 1 trên thế giới, không lo cho dân mà chỉ lo cho phe nhóm lợi ích cá nhân mà thôi, đó là riêng nước Việt. Thiên tâm ra đời là đại đạo sẽ lo rộng rãi trên khắp thế giới, sẽ gom tất cả các đạo về một mối trong tương lai, sau thời vàng kim không còn cái ác hiện hữu trên quả địa cầu, chỉ còn lại cái thiện, đưa thế giới nâng cao trình độ văn minh, hiền lành, thánh thiện, không còn hung ác, không còn mất đạo đức, mất niềm tin, đưa nhân sinh trở lại gần thánh thần trời Phật, không như hiện nay. Thế giới sẽ không còn bệnh dịch, thiên tai, đói khổ, kinh tế toàn cầu suy sụp, nạn di dân, nạn thánh chiến, nạn thi đua vũ khí hạt nhân, nạn thế lực giàu có tác oai tác quái, nạn các nước mạnh hiếp các nước yếu, các lãnh đạo độc tài gian lận phòng phiếu làm thế giới hôm nay đảo lộn, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi như hiện nay. Tất cả những cái xấu, cái ác như trên từ từ sẽ tự động biến dần theo đồng bộ, như những tiên tri theo cơ trời đã sắp xếp cả hàng nghìn năm qua. Các tiên tri của tất cả các đạo như Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các nhà tiên tri lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới đều tiên tri tiên liệu sẽ có cuộc đại sàng lọc từ ác qua còn thiện, và sẽ có thế chiến Biển Đông, thế chiến thứ ba sắp sửa xảy ra. Nga, Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, búa liềm sẽ bước sang trang. Hôm nay Hồng Ân nước Việt cha ban ra một tổ chức quy mô thu nạp hiền tài hải ngoại, 6 triệu chim hiền sẽ về xây dựng lại một nước Việt Nam đang nợ nần, nghèo khổ, thất nghiệp lan tràn khắp cả nước, mà sau này sẽ trở thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Một tổ chức để đoàn kết tất cả các phe nhóm, con cháu Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng, những người chắc ẩn với non sông riêng con, được Hồng Ân các chư vị thường xuyên che chở gia hộ cho tới ngày hôm nay. Chư vị thường xuyên dạy dỗ nhắc nhở là sau này khi con về nước lãnh đạo thì phải lấy ân báo oán, không luôn luôn, con luôn luôn ghi khắc cốt, con luôn luôn khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc đó của các chư vị dạy bảo hơn 40 năm qua. Đảng Thiên Việt đã được ra đời rồi, và đại phước cho đại phước con cảm ơn cha mẹ, tỷ tỷ và các sư phụ, Đức Thầy, Đại Thánh Dương, Đại Thánh Quân, Đại Thánh Văn, Đại Thần Trần Đạo, Đại Thần Nguyễn Trực Kiên Giang, bao nhiêu năm đào tạo con nên người đời lẫn đạo. Một thằng bé nghèo khổ lang thang khắp đường phố Cali, lúc rời quê hương mới 14 tuổi, tiếng Việt không rành lớp 4, mà hôm nay không ngờ lại là một giáo chủ một đài đạo, rồi không lâu sẽ dìu dắt dân tộc thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực,
Đó là do cha mẹ thương xót cùng chư vị gia hộ nên mới còn sống sót tới ngày hôm nay. Con nguyện sẽ không phụ lòng cha mẹ các chư vị. Con còn mang thân phàm trần, có gì không đúng xin cha mẹ hỷ hà tha thứ. Khẩn nguyện, con mong nước Mỹ sớm ổn định lại trật tự kinh tế. Thiên tướng Trump sớm trở về tòa Bạch Cung. Con khẩn nguyện mong bom nguyên tử không xảy ra khi đệ tam thứ chiến bắt đầu. Con mong sư phụ Đức Thầy sớm xuất hiện nước Việt. Con mong kinh tế, thiên tai, bệnh tật khắp toàn cầu ổn định trở lại để cho bá tánh được bình an. Con mong Biển Đông sớm dậy sóng. Con mong cùng các đệ tử họ con cùng các đệ tử họ Thiên sớm được về Việt Nam lập hội An Tài, tức hội Long Hoa. Cuối lời, Thái tử xin cảm ơn nhị vị thần gió và thần mưa đã giữ lời đúng hẹn. Lúc làm lễ sẽ không có mưa, không có gió, thì rất là tuyệt. Xin cảm ơn hai vị và mong hai vị dự buổi tiệc. Chúng con họ Thiên với lòng từ bi chí thành dân hương lễ vật kính khấn cầu cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phổ Mẫu cùng các chư vị, các chư Phật mười phương, thánh thần hồn thiên trong núi nước Việt Nam hiện diện hôm nay trong buổi lễ khai đạo này, hải hà thương xót chúng sanh u mê cõi ta bà làm đường lạc lối, thời mạt giận hạ quân, thiện giả ác lẫn lộn, trắng thành đen, đen thành trắng, tăng ni sửa đổi kinh sách, chùa lớn tượng to, tu theo hình tướng, kiếm tiền bằng lòng từ bi của quần chúng, của bá tánh, tạo ra biết bao nhiêu nghiệp trước làm cho đạo Phật suy đồi, làm cho chúng sanh quên ngõ lối đường về. Đang trong lúc sàng lọc tận thế hôm nay, không biết thờ tôn kính cha mẹ để giảm tội nghiệp cho nước Việt sớm quật khởi trở lại. Nhân loại hôm nay quên đi cội nguồn, quên đường về cõi trời nên làm cho quả địa cầu ô nhiễm, sân si, tham lam. Bao nhiêu tiền của tranh đấu chế tạo bom nguyên tử vũ khí tối tân để tàn sát lẫn nhau, cho nên nghiệp quả dồn dập đổ đến. Thiên tai địa chấn xảy ra khắp toàn cầu. Bây giờ chiến tranh Nga, Ukraine, Do Thái, Hamas. Còn Trung Cộng ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp nước nhỏ như Đài Loan, Việt Nam, tham độc chiếm toàn cầu, chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa, được thế giới mở rộng vòng tay 20 năm trở thành cường quốc kinh tế mà lại lấy ân báo oán. Mưu mô đủ kế dùng tiền thao túng đường tơ lụa, đường lưỡi bò độc chiếm Biển Đông. Diệt chủng người Ngô Duy Nhĩ, đồng hóa Tây Tạng, Mông Cổ khai thác nội tạng người vô tội, lấy Lạng Sơn, chiếm Hoàng Sa đổi thành quận huyện Nam Sa. Bùi Hiền thái thú âm mưu đồng hóa tiếng Việt Trung Cộng, làm cho hư hết thế hệ trẻ Việt không hiểu lịch sử, mất tiếng nói là mất nước. Tuổi trẻ là một rừng cột quốc gia mà bây giờ vô văn hóa, vô đạo đức, đa số chỉ biết đua đòi ăn chơi hưởng thụ, sau này không còn người tài nữa để dễ thông tính. Nước Việt bị lấn hiếp từ hơn 5.000 năm, từ thời thần nông lập quốc Chăm Bộ Lạc. Con trời bên dòng sông Dương Tử nay rải rác khắp Đông Nam Á, có nguyện đời này sẽ tụ hội lại cội nguồn. Nòi giống lạc hồng như nước Việt nhỏ bé từ bao đời quanh liệt chống ngoại xâm phương Bắc. Thời anh hùng áo giải lê lợi bài chứng bài triệu Bạch Đằng Giang, con mong hội Diên Hồng sớm khai mở. Thời nào dân tộc Việt Nam cũng có anh hùng dựng nước và giữ nước cho đến ngày hôm nay. Thời mạt pháp suy đồi, chúng sanh say mê danh vọng tiền tài sắc dục, phá rừng đập núi, chế bom đạn vũ khí tối tân để sát hại đồng loại, khoan dầu trận đập làm trái luật thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra muôn trùng nghiệp ác. Đến thời khắc này quả kia đã chín mùi, thế giới
đã và đang sắp xảy ra chiến sự, thì sẽ có hàng vạn sinh linh vô tội phải chết, gia đình ly tán, màn trời chiếu đất. Ôi nghĩ tới thật đau lòng, nát ruột. Con mong cha mẹ cùng các chị hiện diện ở nơi này tại núi Thiên Long Sơn ngay bữa lễ này, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Đốt giùm bó nhang ấy, có nhang không? Đi đốt nhang khắp các bàn đi. Đi đốt nhang khắp.
Nào có nhang không? Bác ơi, bác
ai bị xỉn tránh khói nghe. Nào ơi, phim trên này quay xuống đẹp lắm nè. Lên ngồi hang trên này xuống. Camera lên đây là tức. Lên này con quay xuống nè. Khói thật ngồi. Đa số đều vậy bị hết. Thank you.
đắm ngu mê, cho nên thường để ra mở ra thiên tâm đào này. Con sẽ đi truyền đạo trên những cái hành tinh không có đạo ở ngoài vũ trụ. Thầy mới vừa ban lệnh, nghĩa là qua cái màn này là đi những cái hành tinh khác, không về chợ quả địa cầu. Thầy mới vừa nói có những hành tinh nó không có đạo, nên tưởng đâu về anh lãnh nhiệm vụ mới. Cha đã blessing, đã ban phước đó rồi. Tất cả những người đang biết rồi. Bữa nay có rất là đông mấy vị cổ Phật ở đây, mà mấy vị cũng ở trái đất này, mà mấy vị mình không có tên, có thể mấy trăm năm trước trên trái nước của con rồi, nên nãy giờ ca không vô tiếng rồi. Hồi nãy thường ngồi trên đó đó, mấy vị đi á, cái miếng dán á rung rinh cái đất sư phụ luôn á. Nơi này nơi duy nhất nách giữa hai thế giới, cõi người và cõi trời, rất là hiện thực. Nhìn tất cả đệ tử Hòa Thiên áo vàng, áo tròn blue màu vàng quá không, trời ơi, giống như trên thiên đàng vậy. Cái này là thiên đàng hạ giới là đẹp như vậy đó. Nên chờ mình dọn mấy cái bàn trống trống ra mình chụp hình y như vậy, cô tiên không à, tiên nữ hết chứ. Ai có mặt hôm nay là được về trời hết. Tại vì biết đạo sớm, chúng ta là những người ở đây biết được sớm hơn tất cả, có phước hơn những người ở dưới núi, họ có hiểu. Hồi nãy cha đã nói cha ban phước hết cho tất cả những người có mặt ở đây, hiện diện ở đây. Mình vô đây nè, cái cảnh này bự nè, mình đứng đây cái mình chụp hình hết đi. Nhớ lại này, ngày nào ngày xưa hồi chưa biết mình là ai, nhưng mà biết cơ thể mình nó không giống như người bình thường ấy, thì cái này cũng biết. Nhưng mà mình đang nói đến cái đoạn mà nãy thầy nói một thằng bé qua Mỹ vượt biên mười mấy tuổi học tiếng Việt không rành. Hello. Hello. Tiếng Việt không có rành, phải không? Cũng chả biết trời đất là gì hết. Vậy mà hôm nay mấy vị nắng hộ hồn thiên sông núi thì nắng về cái hướng Thiên Việt, là hướng về bên đời, phải không? Còn mấy vị sư phụ đang đứng đó thì nắng về hướng bên đạo. Cho nên mấy đứa con mới có một sư phụ ngày hôm nay nửa đời nửa đạo. Đời không á thì cũng không được, mà đạo không á thì không có giúp được dân cơm no ấm. Cho nên cả hai bên huấn luyện thiên tướng kiệt này, tất cả những chi gì đứng ngoài đó đều là những ân sư, những thầy của sư phụ dạy. Sư phụ không có thầy ở thế gian, mà thầy trong cõi vô hình, không ạ. Thì những chư Phật dạy về đạo và hiểu về xuất thế gian, không gian, vũ trụ quan, thì thù mới biết được
đời sống ở trên cõi thiên đàng như thế nào. Hùng mới nói lại những cái sự thật mà kinh điển nói chưa có đủ. Kinh điển cũng có nói nhưng mà nói chưa có hết. Nào có nước gì không? Có cái tay tắt không? Bể cổ rồi. Nào có tay tắt không? Nội một cái chuyện của thằng bé không có nhiều chữ nghĩa mà hôm nay như vậy. Nước Việt mình là có phước. Con có thấy mấy con có phước không? Rồi có một cái đạo cha ban xuống thì mình tưởng đâu là cái đạo sau này là xong. Bây giờ cha lại thương nước Việt, chư Phật lại thương nước Việt, cho thêm một chiếc đũa nữa về phần đời để mà đó gọi là thiên Việt, để gom tụ những anh tài trên thế giới 6 triệu chim hiền mau trở về để mà xây tổ ấm. Đó là nhiệm vụ của 6 triệu chúng ta đi khắp hải ngoại để đi về nước Việt, để mà lo cho một nước Việt có Phật Thánh Tiên hạ phàm, có một cái đạo ra đời tại đó. Đó là người Việt sáng lập một cái tổ chức, một cái hội tụ quân hùng, gọi là hội tụ quân hùng. Hội anh tài là gì? Hội anh tài mà trong kinh điển của Đức Thầy các chư vị thường nói, kinh Phật có nói, đó là hội Long Hoa đó. Những người tài hiền đức thì thế giới 6 triệu người sẽ có những người tài hiền đức, họ sẽ gia nhập thiên Việt, có lòng yêu nước. Họ không có muốn thành thánh, họ cũng chẳng có muốn về trời, họ chỉ muốn làm thần để mà trị tội, để mà làm cho những cái ác trên thế gian này trả lại sự công bằng, trả lại cơm no ấm cho 100 triệu người Việt, con cháu Hùng Dương Âu Cơ, con rồng cháu lạc, Lạc Long Quân Âu Cơ, dòng giống Lạc Hồng, hiển hách quay hùng trở lại. Còn bây giờ là hèn với yếu, với nhát, với tham. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên Việt này để trừ ma. Mở ra thiên tâm đạo trừ ma, giờ mở ra, cha mở ra thiên Việt kỳ này. Bây giờ là những đứa đệ tử theo chú lâu nay đã hiểu, chú hộ cũng như các con thôi. Đến lúc nào cha kêu đứng thì chú hộ đứng, cha kêu ngồi chú hộ ngồi, kêu quẹo chú hộ quẹo. Cả thiên Việt chú hộ cũng đâu có biết. Bữa ngồi nhập thất 2 tuần nó mới ra cái thiên Việt. Rồi sẽ sủa ép nhập thất nữa, nãy cha mới nói. Cha hôm nay mặc áo long bào màu xanh, có mấy gì cổ Phật xuống, nãy rất là đông ở trên đó. Như là khách bạn đặc biệt của cha vậy đó. Mà Phật nghe, cổ Phật. Rồi ở dưới này là đông lắm. Muôn trùng những cái gì mà mình viết trên cái bảng đó là hơn nữa, mới vậy hơn nhiều như vậy. Người thế gian mình là một buổi lễ này, nhưng mà cũng là một cái nơi để mà các chư vị có cơ hội để mà gặp nhau nữa. Con hiểu không? Cho nên đây là một cái điều cao quý và hân hạnh của tất cả các đứa con họ Thiên. Hôm nay, hai bữa nay chuẩn bị người có công nhiều nhất thuộc thấy là Trinh, rồi mấy đứa con người ở đây Thiên Hải đâu nữa nè, Ngân, Tấn, Vân nữa, mấy con vòng vòng gần lo. Mà hy vọng xong bữa nay mấy đứa nào đừng bệnh nha. Hồi bữa nay cũng khô cổ. Ngày hôm qua không có đội nón đi mưa, hơi yếu yếu. Chỉ có nơi này là nơi duy nhất mà mình vừa lễ cha đứng đó, sư phụ và những vị ở đó sư phụ tiếp xúc được. Cha hồi nãy cũng có dặn dò
Điều thứ nhất, đường đi chưa có tới bến, loa âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh. Sư phụ có cái định lực tu tập, sư phụ rất là nhẫn nại. Còn cái họ Thiên có đứa cốt cũng là cốt Thiên, rồi xuống đây định lực tu tập chưa có, cứ nôn nóng mong chờ. Nó đâu phải giống như là mong chờ ngày từ phút đâu, phải nhẫn nại. Cha nói đứa nào mà không giữ vững lòng tin á thì rất là khó đó. Cho nên đã tin rồi, đã là thiên tâm rồi, là nhất định tuyệt đối phải tin và phải gán nhẫn nại mà chờ. Chuyện trời Phật làm á, nó không có giống như người phàm làm, nó đi ngược lại với những người phàm làm, nó không có giống như mình mong muốn. Tại sao những người ác họ vẫn chiến thắng? Vậy chứ con hỏi trong cơ thể con á, con bị mục nhọt hay là bị ghẻ gì đó mẫu, mình cũng mong cho nó ấy để mình mẫu cho nó xong quá, thì nó cũng giống vậy đó. Cho nên mình không có theo cái ý mình được, tại vì mình hiện giờ đang quá khổ, thì mình cứ cái gì cũng thấy lâu, nhất là người bên Việt Nam á. Giờ kêu họ mà đọc kinh địa mẫu chắc khó lắm, bao tử kêu rột 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 sao đọc nổi, tội nghiệp. Chúng ta ngồi đây có phước hơn những người bên quốc gia chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta là những người duy nhất có thể giải cứu được 100 triệu người ở trong quốc nội. Chúng ta có cây cưa, 6 triệu người có 6 triệu cây cưa, cưa đứt cái gông kìm sắt của nước Việt rời khỏi Trung Cộng, khỏi thể chế vô thần các Marx Lenin, đó là ma quỷ. Chỉ có người hải ngoại mới có làm được. Đó là lời trên nói, ai tin không tin thì thôi. Tại vì Thượng Đế đã đưa 6 triệu người ra là nhiệm vụ cái đó, người trong nước không thể nào làm được. Và người ở trong tù làm sao mà cưa được cái song sắt. Ngày xưa khi mà Thụ được dạy, mấy vị nói như vậy, Thụ nghĩ của mình ở đây số lượng cũng rất là ít mà cũng không có đoàn kết, làm sao mình làm được. Bây giờ mấy con thấy họ ở tù, họ bị chuồng cọp, họ bị cho ăn chất độc, bà con dòng họ mình họ không có tiền cho nhà thương, họ dục ra vỉa hè chờ chết, bệnh ở nhà uống thuốc nam uống bạc hà núi chờ chết, chết lần chết mòn, thiếu dinh dưỡng cũng chết, cái gì cũng chết, nít đẻ ra không có sữa cũng chết, bệnh tật như nhà thương không có tiền đút lót gì ta, bác sĩ nó cũng bỏ cho chết. Thì ở trong cái nhà tù song sắt, chúng ta 6 triệu người hải ngoại, mỗi người cầm một cây cưa để mà cưa những cái song sắt này thoát gông cùng của Trung Cộng. Cứ là Bồ Tát sống rất có từ bi, không có hận thù. Bài sớ mỗi lần thường lễ thù giúp bài sớ, chỉ là nãy ngồi ở đây mười mấy phút viết, cho nên viết bằng điển, viết bằng cái tâm chân thành, không có viết soạn trước. Cho nên những cái lời tuy nó không có suông hay là này nọ, nhưng mà đó là lời thật, đó là thường mấy vị thích là lời thật, không có văn hoa nữa. Hồ được huấn luyện về đạo những năm đầu, thời gian gần đây mấy vị Hồng Liên Sông Núi huấn luyện về đời, đời là về chính trị, cách tổ chức, cách chiêu nạp nhân tài để mà lập hội Long Hoa, hội nhân tài. Bởi vì ngoài kia đâu phải dễ nói chuyện để cho những bác HO tin là sư phụ là người có sứ mệnh lãnh đạo quốc gia đâu. Nhưng mà họ có chiến đấu, họ có tranh đấu kiểu nào, họ cũng chẳng có minh chủ để mà dẫn đầu. Rồi đến một ngày họ cũng đi xuống ba tấc đất đem theo những cái kiến thức, rồi họ uổng phí một đời người. Là vì cái chấp của họ,
Cái này cách đây khoảng một năm ngoái, có những vị lớn dạy là thái tử bớt có ca karaoke trên mạng để cho mấy ông già này bớt chấp, không chứ để Phật tử bớt chấp, tại họ chấp lắm, họ chỉ muốn thiên tử như cục đá vậy đó. Thiên tử trên trời có 10 tuổi à, chúng này cũng phải vui một chút mà, đâu có phạm giới đâu. Thì nghe lời mấy vị lấy hết mấy cái cà cà lên, tí mình cái dở nhưng mà tâm hồn mà vui phải không, thì ok đi, cái đó không sao gì. Nhưng mà cái quan trọng là chỗ này, khi mà họ chấp á, họ sẽ mất đi một đời người, uổng đi một cái duyên đời này gặp Phật sống, và uổng đi một cái nhân tài để mà góp sức cho nước Việt. Rồi họ mang xuống mồ, họ đi xuống địa ngục, họ không có được về trời. Tại vì họ cũng có làm tội nhưng mà họ không biết tu. Những người không biết tu á chấp dữ lắm. Cho nên sư phụ, về phần sư phụ dẫn, mỗi một bước đi, mỗi một ngày xảy ra, đều có những nhân tài tự nhiên xuất hiện để mà giúp. Đó là lời mấy vị dạy. Khi mà sư phụ bước đi một cánh cửa này thì có những cái người đó sẽ giúp. Sẽ giúp. Còn những cái người mà tối ngày cứ quan sát rồi coi chân, coi cẳng, rồi coi nút ruồi, coi mục mụn, rồi coi tóc bạc, rồi coi tướng khỉ này nọ, thì những người đó họ đều là người có tài, có học thức. Chúng ta cần họ. Dân tộc Việt Nam cần họ. Nhưng mà vì họ không có hiểu cho nên họ bị chấp. Thì mấy vị nói về phần thái tử thì thái tử không có bị gì. Tại vì cả trăm triệu nước Việt. Hello. Ngừng. Này hết pin nữa. Này có cái máy. Rồi hết pin. Này có cái microphone nhỏ. Có microphone nào? Xin lỗi nha, 5-6 năm nhưng mà đồ nghề vẫn là đồ dởm. Không có được vàng giá như là Thúy Nga, Paris phải không? Này có 400 bạc à, đi đâu cũng sách cà to về miền Nam Cali cũng sách, qua Houston cũng sách. Đó nó gọn chứ không phải gì hết á. Chứ mình cũng chẳng có ban bệ. Mấy đứa đệ tử nó hiểu chuyện thì nó quay phim bằng cái máy iPhone thôi. Làm room về ban vậy, nhưng mà thật sự chả có tốn tiền gì hết á. Nhưng mà công đức tràn đầy. Tất cả hồi thiên lớn tuổi như nhỏ tuổi nên tạo Facebook để mà độ chúng sanh. Hôm nay mấy con ngồi đây á, là đó cha với mấy chư Phật ngồi gần đó. Chứ thế giới này không có mấy cái vụ này á, không phải dễ đâu á. Power off. Power on. Karaoke mode, master mode, professional mode. Hello. Hôm nay mình đã diện kiến được chư Phật, cha thượng đế, mẹ nhạc phụ Long Cung. Tuy là mắt mấy con người trần mắt thịt không thấy, nhưng mà mấy vị đứng đó khấn cái gì, nghĩ cái gì mấy vị nghe hết. Rồi cha hồi nãy có nói sư phụ là blessing, tức là gia hộ cho hết tất cả những người hiện diện có mặt ở đây. Rồi ngoài này thì tất cả những vị Bồ Tát, ngoài kia những vị thần, không thiếu gì nào hết. Chỉ có một nơi duy nhất, đó là Thiên Long Sơn có khả năng đó. Nơi duy nhất có thiên tử làm những buổi lễ như này. Những gì thì Hòa Thượng lỗi lạc cũng không ai dám làm, cũng không có khả năng làm. Nên nhớ. Thì khi các con biết như vậy, nếu con người của mình đã là hậu thiên, đã mở lòng từ bi bác ái, thì đi độ những người xung quanh. Và đồng thời mình độ cho anh em mình, chồng mình hoặc vợ mình. Nếu ngược lại, trai thì độ vợ, gái thì độ chồng, độ bạn bè. Bằng cách, bình thường mình không có nên nói chuyện về thiên tâm nhiều cho họ, vì họ không có hiểu, họ chấp dữ lắm, họ không có đủ phước. Muốn cho họ có phước thì mình phải dùng Facebook. Rồi á, tuy là sống chung nhà nhưng mà đừng nói chuyện, dùng Facebook nói chuyện qua chuyện lại, độ họ. Rồi đến đến khi mà họ từ từ, họ hiếu kỳ, họ hiểu rồi đó, thì lúc đó đó, mình cứu được những người thân của mình. Và đồng thời mình cũng tạo công đức
với cha, với chư Phật. Là vì chiếc thuyền Bát Nhã chở 80 tỷ người cũng được. Mà bây giờ thuyền Bát Nhã, các con ngồi đây khắp nước Mỹ chừng 5-7 nghìn người, đệ tử Hội Thiên. Ở Việt Nam âm thầm khoảng 20-30 triệu người. Chiếc thuyền Bát Nhã cũng vẫn chưa có khẳng. Mình phải cứu cả 100 triệu, và đồng thời mình phải loan rộng ra những người ngoại quốc Mỹ nữa. Thế thì càng lẽ càng tốt. Sư phụ một đời này là khi thế giới vô thần không còn tồn tại, sư phụ đã đi về trời, không về quả địa cầu nữa. Hồi nãy cha có nói con còn đi những cái hành tinh khác để mà lập đạo. Những cái hành tinh đó rất là xa, không phải là trái đất. Nãy cha mới vừa nói về chuyện sư phụ. Thầy vô thường nói là sư phụ không về trái đất này nữa, nhưng mà chưa gì là cha đã nói trước con về trả tiền rồi, con sẽ đi những cái nơi khác để mà lập đạo. Những cái nơi kia họ không có đạo. Ở ngoài kia có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đó là kinh Phật nói, nghĩa là 3.000 hành tinh, 3.000 loại người khác nhau. Chỉ có quả địa cầu này quá khổ, cho nên sư phụ mới ngồi hôm nay ở đây. Nhưng mà mỗi một cái nơi á, là Thượng Đế chấm một cái chỗ để mà làm trung tâm, giống như làm lãnh sự quán vậy, giống như làm tòa đại sứ vậy đó. Thì nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc vậy đó, nước Việt Nam được nước được chọn cho cái quả địa cầu này. Có Phật Thánh Tiên Hạ Phàm, Phật đâu thì cũng có quỷ đó. Thì cho nên người Việt Nam mình là người lã nhất toàn cầu, không đoàn kết nè nghe, không có hiểu nhau nè nghe, hơn thua với nhau từ chút nè. Cái ông giàu này ông ghét ông giàu kia đúng không, cái nghẽ rồi bao nhiêu chuyện bất công xảy ra chỉ có riêng nước Việt thôi, những nước khác không có vụ này. Nhưng mà ngược lại riêng nước Việt cũng có đại hồng ân, cha cho cái Thiên Tâm Đạo ra đời bằng tiếng Việt, dịch cái tiếng Mỹ là Thiên Tâm Mism. Hồi xưa lúc mà sư phụ tính đặt cái tên là God of Heart, tại vì God là tên cha, Heart là trái tim. Cái sau này không, con cứ để Thiên Tâm, bắt nó học tiếng của mình. Sau này người Mỹ họ cũng họ Thiên thôi à. Rồi họ muốn chi cứu chữ Thiên là gì thì cứ lật tự điển đi con, đúng không? Chứ hồi xưa sư phụ tính dịch tiếng Mỹ, tại sao mình dịch ngược lại? Là tự vì sau này người Mỹ sẽ nghèo hơn người Việt. À, Thiên Trump hay là Thiên Biden hay là Thiên Obama gì đó, mày cứ thiên láng hết à. Chứ không có God Obama, God Trump, nghe nó không có thuận cái lỗ tai. Thì nước Việt có Đại Hồng Phước, có cái đạo Thiên là đạo trời, cũng như họ thôi. Họ cũng khấn cha tối ngày. Bây giờ đụng chút gì mấy cái đài CNN bây giờ nói Only God can save us, Only God can save us. Mà đâu biết God đang ngồi ở đây đâu, đang đây. Còn coi mấy cái đài TV Mỹ hiện giờ nè, bây giờ bữa nay Putin nổi điên rồi, Kim Jong Un bắt đầu dàn chặn rồi, lên xe tăng đồ lái rồi chùi cái cặp vali để mà bắn hạt nhân rồi đó. Only God can save this planet này. Cả cái những người chính trị gia lỗi lạc của Mỹ cũng phải nói vậy. Tại sao không tới đây ngồi nói chuyện với sư phụ, chỉ cần tốt ly Starbucks thôi, tôi kể cho mà nghe, sẽ không có cái chuyện mà bom nguyên tử. Và đồng thời cái quả địa cầu này Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nếu mà ông Trump không vô tòa Bạch Ốc, cả nước Việt mình cũng mệt á. Thật sự con tưởng ông Trump, ông đánh, ông nói cho Ray America again hả? Không có. He work for me. Tự vì ông Trump mà lên á, là ông dẹp Việt Nam một cái một đó con. Con có hiểu không? He work for us, not for America. Về tâm linh vậy, nhưng mà ông không có hiểu. He work for me. Lính có cái đồ á, nhưng mà nói hơi ngược quá không? Từ từ để mày chết mày sẽ hiểu. Cha ở đây, sư phụ ở đây, các vị ở đây, nói thì hơi ngã mạn nhưng mà về tâm linh nó là thực tế vậy. Không có bao giờ vua mà ra trận, để tướng ra trận, để ông Trump ông ra trận. Rồi sau lúc đó Việt Nam xong, Tàu cũng xong, chia 5-7. Chúng ta sẽ mỗi người cầm cái cưa về cưa. Cưa hết mấy cái cọng ở trong cọng ra khỏi nước Việt. Sẽ không còn tham nhũng hối lộ nữa. Không còn bệnh như là giành nhau chức vụ.
nhân việc ra đời chỉ kết nạp những thành viên để nặc danh thôi, không có lấy tên thiệt. Cho nên tàu ngầm nữa là mấy clip cũ nó rồi, khi mà trước khi ra khơi thì mình bắn pháo bông, mình chào cờ, đánh trống, thổi kèn rồi rum xì beng phải không? Nhưng mà tàu ngầm lặn rồi. Bây giờ cái đơn thiên việc đâu rồi, bữa nay ngân lên nữa chứ. Trong đó không có lấy tên thiệt, cũng chẳng lấy bết đê ngày sanh gì hết, chỉ là ấy thôi, gặp mặt riêng thôi, để mà mỗi người có một cái chức vụ, sẽ không có ai bị gì hết. Tất cả họ thiên mà đọc kinh tu tập vẫn giữ cái thế trạng thái đó, chỉ có những cái trẻ nhỏ nhỏ đó giờ chấp chừng từng hay từng thì điền cái đơn theo phụ diện nam, thì con vừa là tay phải là gõ mõ thiên tâm, nó thí dụ như kiểu cầm tú, tay phải gõ mõ, tay trái cầm tú cầm cây ba ton, cầm cây cưa, về cưa gọng kìm song sắt đó, là thiên, là thiên việt, là thiên tâm, tay phải tay trái. Nhưng mà bây giờ tay đủ rồi. Thì nước Việt có phước được cha cho cái đạo thiên tâm ra đời ngay ngày vía Quan Thế Âm năm 2017, nhưng mà thật sự đạo đã ra đời âm thầm năm 78-79, nhưng mà ngày chánh thức thì mình cứ tính là ngày vía Quan Thế Âm này. Thì hàng năm chúng ta làm lễ vía Quan Thế Âm, không còn biết ngày ta ngày tây nó lọt vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm gì không biết, nhưng mà từ nay mình cứ là ở vía Quan Thế Âm là ngày lập đạo khai đạo. Mình làm gì nè, cái hồi sáng rồi đi thấy cũng đẹp á, nhưng mà lần sau thì cũng tổ chức lại kỹ một chút. Chỉ có cái hồi sáng là lạnh quá, ai cũng khớp cha mưa phải không? Hồi thủ nói ngày qua mấy đứa nghe phải không? Rõ ràng thủ nói chuyện với ông thần gió, với ông thần mưa. Ông nói thái tử yên tâm, sao không có mưa, tôi sẽ ngưng lại mưa, ngưng lại gió. Ông đang nhậu mà, ông đâu có rảnh đâu, ông đi làm mưa nữa. Hey, chỉ có Thiên Long Sơn mình mới làm được những chuyện này. Mà sư phụ làm cái này cũng nhiều lần rồi, 5-7 năm trước không có mấy đứa con. Trời ơi, đang bão mưa ầm ầm, cái thế hey, 2 tiếng thôi, ông ngưng đúng 2 tiếng. Hỏi sư mẫu đi, mấy người này, hỏi ông bố là những người xưa cúng này vui lắm, vừa xong dọn lẹ nghe, nãy ông chỉ hứa có 2 tiếng y chang luôn, đúng là 1 tiếng 59 phút là một đống mưa xuống ầm 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 ầm. Hai núi mình vậy á. Rồi cha lại thương nước Việt, bởi vì bây giờ thủ có mấy chục triệu đệ tử âm thầm trong nước ở hải ngoại, 5-7 nghìn người, nhưng mà giàu cho cả nước Việt là thiên tâm đi nữa mà không có một cái tổ chức về đảng phái và chọn lọc những người có trí thức để mà lãnh đạo quốc gia thì cũng đâu, phần đời thủ cũng chưa có thành công. Cho nên thiên Việt ra đời, thiên Việt là một chiếc đũa trái, thiên tâm chiếc đũa phải, do Thượng Đế lập ra. Người phàm ai không hiểu mạo phạm thì trước khi làm cái gì á, người khôn á, nhớ người khôn á, vô minh hay lì lợm thì mình không nói nha. Mà nếu như người mà có trí thức khôn phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không kẻo bị mất xác mất hồn không hay. Mấy ông thần mấy ông dữ lắm, tại vì các chi vị coi cái xác phàm mình trả ra gì hết. Con nhìn thấy xung quanh phụ từ bà thượng nó nhiều lắm chứ không có kể, nhưng mà phạm thượng với cha là không xong, tại vì ai cũng là con của Thượng Đế mà, cả Trump, cả Biden, cả bác Trọng, cả bác Tô hay là Thượng cũng là con của Thượng Đế hết đúng không? Mà con mà không với cha thì như thế nào? Cho nên phải suy nghĩ. Để cho ra thiên việt và đồng thời thiên tập cùng một người sáng lập, tên phàm con thợ mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô nào.
Ở ngày xưa ông cố mà chồng mới nghe là bào giác phạm, ông nhiều vợ quá, cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang, rồi cái lấy ông sao mang cái họ Ngô thôi, chứ thật sự bà chả biết bà họ gì luôn, cũng chả biết sổ sanh ngày nào tháng nào. Còn cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước là cái ngày nhập trại tị nạn đó ơi, cho nên thiếu nói chuyện này cũng chả biết năm sanh ngày sanh, cũng chả biết họ của mình, chỉ biết là ông thợ mộc nuôi mình sanh ra cái xác phàm. Người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên Thiên Tuấn Kiệt, là dưới trần ở trên trời họ tên là Thiên Nhãn. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết. Sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ, cũng là y như chúng ta, Thiên Không. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng nhân thánh mẫu Thiếu Hạnh, thì người đời kêu là thánh mẫu Lưu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Nhưng mà sư phụ không dám nói tên gì, Thiên Hoa, Thiên Hạ này, Thiên Nọ, cũng là Thiên. Một người sáng lập đạo, cũng là sáng lập Thiên Việt, cùng một người. Sau này đi song song, hai đạo và đời song song, sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở gọi là dở nhất luôn á, không có giữ được 12 giới, chỉ làm một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới tứ ân là cũng góp sức được cho quốc gia, làm chuyện lớn cho tại quốc gia rồi. Những cái trường đại học Thiên Việt Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này trong thời gian kế tiếp. Nó có mọc lên cũng giống như trường Harvard, trường Stanford vậy, sẽ đào tạo qua những người hiện tại. Rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy cũng mang dấu hiệu Thiên, rồi đi dạy lại tất cả các những đứa con họ Thiên có hệ thống đàng hoàng. Một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì, họ bá quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác. Sau này còn sẽ làm một cái process để mà cách tu tập, rồi phải đi nhập thất, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình, chứ không có thể mà đem vô hộp rồi cái đi mua hộp sòn với vàng rồi bỏ vô safety box rồi vô nhà băng là cắt hoài, không có có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiều phải đem ra cho bớt những người nghèo đó. Thì họ Thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại, mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt mụn, mặt láng, mặt nhăn, đúng không? Nếu mà trong mắt sư phụ á, nhìn nè, tiên, chỉ là mang thân phàm thôi. Thế thật sự những người ngồi đây toàn là không có thấy thú. Con người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú. Rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa bao giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ hết. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy đó, thì mình coi cái tư cách của họ đó. Tại vì bề ngoài đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nghe. Những đứa ngồi hôm nay ở đây đa số là cúc trên, không có ai cúc thấp á. Đức Việt có hồng phúc có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại và đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Con cái
nãy về trên dặn dò sư phụ, sư phụ nó không nói cha cha hoàng kỳ, nó về trên là mới còn hiểu ai nữa. Thì về trên dạy tất cả họ thiên kêu sư phụ nói lại mấy đứa đệ tử là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine đó, Do Thái nó tấn công á, ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội giật sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát, thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà biện chuyện, miễn làm sao cuối cùng bất chiến tự nhiên thành là mình ok. Chứ còn mà dùng súng đạn bắn qua bắn lời nó sẽ đổ nát thành phố. Một cái building, một cái trái quả tiễn rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Cho nên sư phụ, những cái đó là tài sản quốc gia, mà khi nằm trong nước Việt đó là tài sản của nước Việt. Mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình, mình phải từ từ quá, chứ không có gấp được. Mấy vị cũng còn ít, nhưng mà mấy con cứ lấy đồ ăn vô chia ăn đi. Ở đây mấy đứa local vùng này, nhớ mang đồ ăn về giúp. Cái đó là cảm ơn em. Nhưng mà đồ của mấy vị thân thánh dùng, mình dùng là mình có phước. Ở đây này, này ở trên này không có dòng linh nha, núi thánh địa không có, Phật với Bồ Tát rồi mấy gì không, mình làm đồ mấy gì mình có phước. Cho nên mấy đứa ở San Jose á, biết Trinh nó có chuẩn bị bịch nước xanh bịch gì giùm quá trời luôn. Mấy đứa ở xa những tiểu bang khác bỏ thời gian qua đây mua vé qua đây, còn thấy cũng đau lòng giùm. Tại giá cũng 700.000 đúng không? Rồi mấy con bỏ mấy ngày làm việc đúng không? Ở đây còn ở khách sạn này nọ, tệ tệ cũng 2-3.000. Mất định cơm cũng 20.000, nó cho 5.000 đi. Nhưng mà mấy con đừng có tiếc tiền. Về đây á, cha nãy á, là cha đã ban phát hết rồi. Các con sẽ mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn cả năm nay luôn, mấy năm sau nên cũng đáng lắm á, đáng không? Thôi về sư phụ thấy ngoài kia có những người rất là vô minh, có những cái buổi ca nhạc ở đâu Singapore hay Thái Lan mà từ ở Mỹ bay về tốn tiền hơn mấy con gấp 3 lần, chỉ vô đó ngồi nghe ca rồi cái vậy thôi. Ngồi ở đây gần sư phụ, thì sư phụ không có tài hoa ca giỏi, nhưng mà ít nhiều á, 7 dòng hào quang của sư phụ á, cũng làm mấy con bớt đói bụng một chút. Ở cái núi này biết bao nhiêu đủ loại bệnh, bệnh baby leo cổ trong linh nhí á, mình quên á, mình giết nó phải không? Rồi những năm đầu những đệ tử gần đây nè, nhiều đứa bị, bây giờ đứa nào ở đây cũng tươi tỉnh. Ai mà bị cái đó rồi cả đời không bao giờ giàu nổi, không bao giờ ngóc đầu. Rồi nó heo nó báo oán, trời ơi, làm ăn không khác. Về đây cũng hết. Rồi bây giờ biết đọc kinh nè, tôi thấy nhiều lắm. Rồi biết lại Phật nè, lại cha mẹ nè. Rồi bây giờ mình có một cái đại gia đình nè, mỗi đứa có nạn thì những đứa khác lăn xăng lo lắng, có lo còn hơn là chị em ruột nhà nữa.
mình cũng có cái mái nhà nè, cái mái nhà Thiên Long Sơn là mái nhà chung chứ không có riêng có ai hết, chỉ có một cái là huynh đệ tỉ muội đứa thì làm nhiều đứa làm ít, đứa thì tu tập nhiều đứa tu tập ít, cho nên cũng còn chút xíu sự hơn thua phải không. Nhưng mà quy tắc của Thiên Thắng Kiệt này ba ngày là quên xù, thua là quên. Chỉ có những đứa đệ tử mà không có chịu tu tập mà cứ chạy theo đông đông để vui á, để náo nhiệt á, rồi không có hào quang sáng, rồi bị sư phụ né, rồi không có thần lực. Tại vì đọc kinh với mình là sám hối á, tự động mình có cái bản lĩnh, có cái lực, không có gì phải sợ chứ không. Thụ bình thường không phải là thái tử, là chúng ta là bạn bè anh em thôi, ở trên trời chúng ta cũng là anh em, xuống đây chúng ta cũng là anh em bạn bè, chẳng qua là cái đạo thì hộ lập đạo thì con kêu thụ sư phụ, thật sự chúng ta là bạn bè, trên trời cũng bạn bè. Nhưng mà những đứa nó không có chịu tu, nó chỉ theo đông đông cho vui á, thì nó không có cái lực, sư phụ nhìn không có thấy hầu quan, cái thần thức nó bị yếu á, sư phụ né, càng né chừng nào á nó càng sợ chừng đó. Thầy thụ giận nó, thật sự không có giận, né là để cho biết rồi tự thay đổi đi, cứ bình thường phải không. Rồi cái giờ biểu sư phụ phải làm sao vậy, tự con phải tự tu chứ hộ đâu có thể biến cho con có hào quang sáng lên được đâu, hộ đâu có thể biến cho con ghen dạ lên được đúng không. Nhưng mà nếu mà nắm cái quy tắc, nếu như mình không có cái lực tu phải nắm cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất, qua ba ngày không có được nhắc chuyện cũ, không cần biết. Thứ hai, có gây lộn cũng không có được lớn tiếng và nói những cái lời xâm phạm nặng như người đời. Chúng ta không giống như người dưới thế gian. Bây giờ mấy con mà gây lộn đây, về trời gây lộn nữa, ở trên đó mấy chư thiên sao chịu nổi, hiểu chưa. Thứ tư, không có được mượn tiền của nhau, trong hội thiên chúng ta không có tiền bạc bạc. Rồi thêm một cái nữa, không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau. Cả những đệ tử gần gần nên nè, giờ hỏi tuổi thù còn chả biết nữa, giờ kim bản còn mấy tuổi thù cũng đâu biết đâu. Giống như Khanh rồi đó, chú đâu có biết, chú chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân. Vậy phụ cũng không có xen vô chuyện cá nhân đứa nào, trừ khi á, ví dụ như sắp sửa lấy nào, hay là mới cặp bội với nào, muốn trao phân gửi phận dần đó, không biết nó là hũ mắm hay là hũ vàng phải không, thì sư phụ cũng chẳng có ghé anh coi vô mấy vụ này. Sư phụ thường giúp mấy đứa, thì sư phụ chỉ là người thông dịch thôi. Sư phụ nhờ mấy vị trên trời lập cuốn sổ ra, à không xong hay là thăm up hay thăm down thôi, thì tự động mấy con chọn, chứ mấy vị cũng không có nói không có đi kết quả. Mấy vị không bao giờ nói, mấy vị nói là hai người phải tu tập mới sống được. Thì mình nghe cái đó mình quải rồi đúng không. Có những đứa ở đây hiện giờ nè, ngồi trước mặt sư phụ luôn á, là đúng ra phải chia tay, mà vì gần sư phụ, sư phụ có dùng cái lực xin lợi. Không phải con đâu, con lạ quá, sư phụ đâu, con đâu tới. À con sò nhưng mà con ít qua đây lắm, sư phụ nói, lâu qua sư phụ đâu nhớ. Sư phụ nói mấy đứa ở đây nè, những đứa nó hết duyên, nhưng mà sư phụ xin được. Mỗi lần xin vậy là sư phụ phải về nhà gây lộn sư mẫu cái ngày á. Tự động cái duyên của sư phụ nó bị mẻ đúng không. Có nghĩa là bây giờ con cho vàng thì cái hũ vàng của con nó bị giật xuống, con cho tiền thì cái tiền giật xuống, con cho máu ai thì máu con nó bị bớt đi đó, và con cho con cứu duyên người ta thì sư phụ cũng bị vậy đó. Cái luật của cái thế gian, luật ngũ hành nó phải có, chứ không phải ỷ mình là Bồ Tát sống mà muốn làm gì làm đâu con. Chờ xin người ta cứu bích, mấy vị nói ngài sinh bữa giờ mấy nghìn người, ngài phải bệnh Covid. Đừng có tưởng Bồ Tát không bị Covid, sinh là phải bị. Thế sư phụ làm sao mà bị Covid được. Mà bữa mấy vị cho cái Covid để cho biết là ném mùi của thế gian không. Giờ mình muốn đi vô cúng gà thì mình phải biến thành con gà, phải biết ngửi cái mùi phân của gà chứ. Chứ những cái đệ tử xung quanh mà sư phụ giúp nhiều mà sư phụ không có làm nói. Phải thương nhau, phải đoàn kết, và đồng thời những đứa đệ tử ở xa đó lâu lâu tới đừng có chấp, là tại vì những đứa ở gần đó, nó mà không có
chân con nhìn thấy đi, đứa nào mà có cặp mắt và có cái trí tuệ á, nhìn đi từ cái bông, từ cái hoa, từ cái bàn, từ cái chân bàn, nếu không có một đống bàn tay của những đứa ở gần cái hộ làm, mấy đứa con đâu có cái cảnh này, mấy con đâu có được mà gần với Thượng Đế hay Phật đâu, hiểu không? Thì mấy con phải thương những đứa ở đây. Nhưng mà có những đứa ở đây, những đứa nó nhiều khi nó lỡ nói một hai câu vậy đó, ai làm có một câu chuyện, người đó cũng người thân cho bộ. Bà nuôi một bà mẹ già từ nhỏ tới lớn, nuôi nó đã hy sinh không lấy chồng luôn. Để lấy chồng sao mà nuôi nuôi bà mẹ bị handicap, đi restroom, rồi nấu ăn, rồi thay đồ, rồi đi chợ, tối ngày cứ nuôi bà mẹ, rất là cực. Rồi lâu lâu mấy anh chị cuối tuần về nhà ăn uống chung, thì thấy bà này nhiều lúc má làm gì đó, cái tánh gì đó, nhông giữa thiên hải tánh vậy, nhưng mà tánh thiên hải tốt, thì cũng gần giống tánh, tại cái chị đó thù biết. Là bị mấy bà chị, mấy ông anh nó nhìn, mày hổn với má, mày làm gì mày gạt cái tay má gì, đại cái chút chút, bắt lỗi. Con nghĩ người nào sai? Không có nuôi một người, không có nuôi một ngày nào, không có gần gũi mẹ. Mà lâu lâu tới cuối tuần ăn uống, rồi thấy một đứa em mình nó cực khổ nó nuôi, mà lỡ má ăn nhiễu nhão rồi cái quẹt vậy đó, rồi cái bị mấy anh chị kia lên án, rồi bà buồn, bà sống cô độc. Cái câu chuyện đó đó, một người chả hiếu nhưng mà gần quá đó, cũng có những lúc người ta giống như bục nhà với linh, giống như mấy đứa gần đây gần cái phụ á, nó cũng có những cái thái độ đó. Còn những đứa ở xa Việt Nam mà coi như phụ giống như Phật sống không, còn mấy đứa ở đây thì có những đứa chùa biết. Thì cái chuyện của cái người chị này nè, phụ không dám nói ta là thiệt á, nhưng mà cuối cùng bả là người có hiếu. Còn những người lâu lâu một tuần tới á, chỉ thấy thôi là nghĩ là mình có hiếu, mình la hét sùm, thử mà đi nuôi thử một ngày đi biết. Cho nên mình họ thiên khi tu á, mình phải có cái tầm nhìn xa và bao dung. Không phải lâu lâu mình về đây Thiên Long Sơn đi ông thổ, rồi cái mình thấy mấy chuyện chút chút ở đây, ở bất cứ tổ chức nào đều có vấn đề. Chỉ có tổ chức Thiên Tâm chúng ta là ít vấn đề nhất đó, mấy con có biết không? Thôi à, từ ở đây tới Houston, mấy đứa đại tử Houston không có cái hụt, nó còn ngoan hơn nữa. Nó bển làm ngày đêm tới 9-10 giờ luôn á, rồi nó cũng đoàn kết, nó cũng ăn uống chung rồi nói. Nè Tú, mình bển qua là kỳ này Houston không có qua nhiều. Mà con thấy Houston thương nhau. Ở đây cũng vậy. Cho nên họ thi chúng ta ở khắp tiểu bang hay là ở vòng vòng đây, đều là họ thiên hết. Một năm á, ít nhất á, con có bận kiểu nào tiền bao nhiêu cũng không bao giờ đủ, chỉ mất vài ba nghìn thì mua cái vé mấy trăm đi du lịch về đây để tắm rửa cái linh hồn của mình, gặp được cha, gặp được Phật, gặp được huynh đệ tỷ muội. Đó là một cái diễm phúc, một cái ân huệ của cuộc đời của mình. Còn hơn là quanh năm suốt tháng mình chỉ làm nô lệ đồng tiền, mình không có cho cái linh hồn mình một chút thoải mái. Lâu lâu mấy con về đây 2-3 ngày giữ những quy lễ này rất là đáng. Thụ khuyên những họ thiên ở xa đó, có bận kiểu nào, năm nay thì vậy, năm sau, năm nào cũng đông hết, nhưng mà tại thụ không có dám kêu gọi. Tại cái núi của mình hiện giờ đó, Park Kinh Đồ đó, nó còn bị restriction đó. Để năm tới lên kêu về đây để làm chi? Để cầm cái nhang khấn cho cha mẹ, khấn cho mấy chư Phật. Mấy vị đang đứng đó, mấy con nói cái gì mấy vị nghe hết luôn á. Đây là cơ hội duy nhất một năm một lần để mà gặp Thượng Đế, gặp tất cả và tất cả các vị thần đánh linh thiêng trên trời, mà tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu này tôn thờ đều quy tụ ở núi Thiên Long Sơn hôm nay. Chú Hữu là con duy nhất của Thượng Đế xuống trần thời này lập đạo. Không có người thứ hai trên quả địa cầu này có khả năng làm những buổi lễ này đâu.
thì chúng ta còn ngồi đây băng đá, đất đai, cảnh quan sơ. Nhưng mà chúng ta không có quan sơ, chúng ta là thứ thiệt trên tất cả những thứ thiệt. Trời Phật không có cần những nơi sang trọng, không có cần tòa thánh Vatican cao nhường hiệu, những nhà thờ đẹp lộng lẫy, cảnh quan trong đó. Cha của mình đứng ở đó với một cái sàn gỗ. Hồi nãy sư phụ ngồi thiền á, mấy vị đi cái miếng dán nó nhúc nhích luôn, rất là đông. Rồi mấy vị đó thăm sư phụ, nãy sư phụ ngồi thiền đó. Khi mà lên nhang rồi, tất cả mấy đứa con chỉ đứng dưới thôi, không có đứng trên đó. Chỉ có mình sư phụ với sư mẫu được, tại vì mấy anh chị em của sư mẫu ở trên đó, với mấy anh chị em của sư phụ, với cha mẹ, với mấy chư Phật ở trên đó. Nhưng mà lúc trước sư phụ không có biết cách làm này, mấy chị dạy nha. Rồi cái bàn hồi nãy, cái bàn ngay đây nè, ở thư viện mỗi người khấn á, mấy vị kêu khấn. Mấy vị muốn trả ơn mình, mấy vị biết mấy con tốt công là làm buổi lễ này đi chợ mua đồ, cắm hoa thế này nọ, thì mấy vị hưởng lòng thì mấy vị phải trả lợi lại, thì mấy con cứ khấn gì thì sẽ được đó đó. Ví dụ như đứa nào con cái hay là sắp bị bệnh tật gì vô nhà thương á, khấn. Những người đổ đường đi từ đây qua tới Ấn Độ hai ba tầng, và Ấn Độ con phải đem mấy thùng mì gói trên cái bát phạt, sư phụ đi rồi không có nhà hàng nào cho con ăn, đi 12-13 tiếng lái xe, đường nó bụi mịt mùng chẳng có đồ ăn nữa, cho nên đi Ấn Độ phải đem mì ly theo. Hay có sáng mì ly, chiều ly mì, trưa mì gói, cứ thế mà hết cuộc hành hương đi tìm Phật. Trong khi Phật ở đây bay máy bay của cái dù, ở khách sạn có tiện nghi đầy đủ, rồi Uber lên Thiên Long Sơn rất là dễ mà không chịu đi, mà cứ đi qua Ấn Độ hành hương, trời ơi, đi kiếm Phật đó. Phật ngay đứng đây nè, đó là một cái lịch sử thôi. Còn muốn kiếm Phật sống thì đang ngồi đây nè, gọi là Phật Phật nhí. Tại cha đã thành Phật, cha dùng thần thông, mẹ dùng thần thông tạo ra cơ thể của sư phụ ở trên trời á. Những vị Phật, những vị thiên trưởng khi có thần thông cao sanh con được. Đàn ông á thì sư phụ được sanh gọi là quá sanh, thì cha cho một chút dũng, chút trí, chút bi, cho nên trong cuộc đời sư phụ á ghen lắm. Mấy đứa này thấy mà, những năm sư phụ chạy holiday mình sanh cái tước có 100, lúc giới sư phụ có 150 pound, mà chạy chiếc xe nặng 3000 pound, mà mấy lần té đó sư phụ chụp chiếc xe luôn. Tại sư phụ đội helmet lên mà lái chiếc đó ngoài freeway con nó rầm rầm đó con à, nhỏ xíu rồi kìa. Sau này gặp sư mẫu, anh mà chạy này chắc tôi sẽ là quả phụ cô đơn. Hỏi bãi đi bãi rồi. Bà nói anh mà chạy tôi à, ngày nào bà cũng khóc, anh đừng bỏ. Đó chứ thù có 5 chiếc Harley thù chạy, nhưng mà đường đâu biết mình là Việt Nam đâu à, cho hết tặng. Giờ còn chiếc trong hãng. Thời xưa từng lái xe đua chạy 200 mai giờ. Trời ơi, thấy tự xuống chân tưng lắm. Thấy cái dũng nó quá mạnh đó. Mình muốn làm gì cho nó thử phải không? Nhưng mà xuống đây mấy vị không có cho dùng thần thông để mà thay đổi cục diện. Mấy vị chỉ cho sư phụ dùng trí tuệ của người bình thường, gọi là trí bát nhã. Trí tuệ khác, trí huệ khác. Trí tuệ là do mấy con đọc sách, nghe đài, mình hiểu. Còn trí huệ là do mấy con phải ngồi thiền, quán chiếu soi nội tâm, có trí huệ. Thì dùng cái đó để mà độ chúng sanh, dùng những lời lẽ. Lời lẽ lớp 4 đâu có bao nhiêu. Trở lại câu chuyện mà hồi nãy sư phụ đọc sớ đó, nếu mà nước Việt mà biết được có một thiên tử xuống trần, tiếng Việt không rành mà hôm nay như vậy, họ phải ngạc nhiên á, họ phải giật mình á.
đâu phải là học giỏi nói chuyện lưu loát như bác Ngạn hay là những người trên đài là giỏi đâu. Cái đó là học thế gian, còn sư phụ là xuất thế gian, thiên tài trên vạn thiên tài, nó khác. Mà mình nói thì những cái người học giỏi nhiều á, thủ có mấy ông anh hồi xưa học rất là giỏi, thằng bằng master làm kỹ sư đây, mà làm gì á cũng phải đọc, mở cái lon, mở lon đồ hộp á cũng phải đọc instruction. Thì đó, học giỏi chừng nào thì Đức Thầy nó càng ngu chừng đó, chấp theo chữ nghĩa thế gian. Ví dụ cả hai. Trở lại những cái thiên biệt, những người mà gia nhập, nếu mà ai mà bị chấp, họ sẽ bị mất cơ hội đời này. Và họ khi họ chết đi, họ mang theo những cái kiến thức vô giá chôn dưới đáy mộ và cũng chẳng đi tới đâu hết. Đó là gì? Bị chấp, còn ngăn ngại, nghi ngại. Nhưng mà thôi, đã tìm mọi cách để cho họ bớt cái nghi ngại. Ở trên trời thì Hồ sống rất là sung sướng. Hồ cũng không có là một đứa con có hiếu với Thượng Đế, với cha mẹ. Xung quanh biết bao nhiêu người thương. Bởi vì thường xuống thăm Hồ kể chuyện. Hồ không cần thiết cái gì ở thế gian này. Cho nên những cái gì Hồ đeo trong người, hồi xưa đó, lúc mà thời đi tu năm 2007, Hồ cho hết. Chục cái đồng hồ Rolex Hồ tặng hết. Cả ngàn ao vàng Hồ cho láng hết. Thì không có mê đồ thế gian. Nhưng mà ngược lại thì Hồ biết hết. 7 sao thì Hồ cũng có từng ở. Đồ ăn 10 sao cũng ăn luôn. Cái gì cũng thử. Rồi ăn cơm nước lạnh cũng vậy. Nhưng mà khi vô người nó chẳng có sao nào. Cái sao không có chấp. Tức là đồ mắc tiền siêu cỡ nào cũng giống như là cơm chan nước lạnh thôi. Vậy mới là khó làm. Tôi không có chấp bất cứ cái gì hết. Cái quan trọng là mình không có chấp. Thì xài sang hay là xài bình thường nó cũng giống nhau. Nó chỉ là một cái phương tiện trong mắt Hồ, là một cái phương tiện thôi. Nó không có gì gọi là đặc biệt hết. Sẵn đây nói để mà cho mọi người hiểu. Địa tiên, những vị thần, những gì ở trên trời, tướng, thiên binh, thiên tướng, cúng mặn. Chỉ có Phật với cha cũng đồ chai, Long Dương đồ chai, những vị cao siêu. Còn ngoài ra tất cả mấy vị khác đều mặn. Nhất là mấy thổ thần, sơn thần, thần núi, vị này vị nọ đều là mặn. Còn ở ngoài kia người ta không có hiểu, người ta có thể xuyên tạc chúng ta. Xuyên tạc thì cũng giống như chơi chữ vậy đó. Việt Nam Cộng sản nó chơi chữ giỏi quá. Thì cuối cùng hôm nay cả quốc gia chẳng có ai có chữ nào trong bụng hết. Những ông thầy giỏi lắm. Không cần đốt nhang. Có nhà bự cúng dường ở nhà chòi đi. Có ông thầy lên bàn nói. Không cần đốt nhang. Cứ ở nhà chuyển ngân đi cũng có phước. Con thấy. Cộng cỏ thì nói cộng tóc của Phật. Phật không bao giờ đi hỗ trợ hay support hay là đi những cái nơi ở những vị thầy bất chánh, không có giữ giới. Phật không có màng thế gian. Chả qua đi cầu này cũng chả có nhầm nhò gì với trời Phật. Chả qua đi cầu này nó cũng giống như ở sau nhà con nuôi cái chuồng heo vậy. Con có thể dẹp chuồng heo còn được. Thì trên kia cho chúng ta giống chuồng heo, chuồng gà thôi. Còn tất cả nhân sinh chúng ta là những con heo, những con gà u mê, ham vật chất thế gian. Mà quên đi cái chuyện quan trọng là thần hồn cần phải về trời. Chứ đừng có giống như làm chùa bự hay là chùa nhỏ hay là tượng Phật khổng lồ lớn nhất ở Việt Nam hay là những thế giới. Hay có những cái cạnh tranh, ô tượng Phật này cao nhất thế giới, thế này nọ, rồi quảng cáo, mục đích.
họ dùng Phật để mà làm tiền thôi, có nghĩa là buôn thần bán thánh đó. Chẳng khác y nhị. Ở đây chúng ta không có buôn thần bán thánh. Những cái tượng Phật sư phụ dựng đây những năm đầu rất là cực khổ, mà nhờ đích thân sư phụ chọn lựa đá này nọ, phải có tượng mới còn mới đốt nhang được đúng không? Nhưng mà là thật tâm ở núi này nếu mà nhìn kỹ chẳng có cái gì gọi là giá trị hết, chỉ có tấm lòng của sư phụ tạo ra từ thứ trên này, tâm quyết, thời gian thì công sức. Chứ còn nếu mà so với những cái chùa mà lớn của người Tàu hay người của Cộng sản nó dựng lên đẩy đây nè, thế không sao, mình đâu có gì gọi là kỳ quan đó. Cái điện mẹ còn gạch còn bể gì lụp sụp mà thấy không. Nhưng mà màu nhiệm linh thiêng. Bữa Mỹ chụp hình á mấy chị vị nghe đó. Còn những cái chùa bự vòng vòng ở vùng này chả có cái gì gọi là màu nhiệm hết. Vô đó là mấy vong linh làm nhức đầu chạy ra không kịp, còn chui vô mấy cái bóp rồi chạy về nhà nữa đó. Thiệt á, nhất là mấy cái bóp đẹp á, LV đồ á, vô mấy cái chùa mà mấy con má nhảy vô á, đi về á, tại nó sợ nắng, nó sợ sấm sét á. Anh với Cam nói chuyện được mấy cầu vì khô cổ hôm qua dầm mưa, nhưng mà nãy nói mấy vị khánh thầm không, hôm nay con bị ho, mấy vị cho con chút lực để chút con nói chuyện, vừa khấn xong giờ ra ngồi nói chuyện. Chứ hồi nãy ca cái bài kính thiên, hai cái bài đó là sư phụ ca nhiễn mà giờ ca không đủ hơi luôn đó. Tại hôm vụ ho quá trời, cả đêm đâu có ngủ đâu. Rồi sáng lại cũng không có cái bài để chút đọc nữa. Cũng may là mấy đứa đi lên á, vụ ngồi ở đây viết được cái bài đó chút, chứ cũng chưa có chuẩn. Rồi thích đem cái ngọc ấn theo, tại thường thường cúng này phải có ngọc ấn, nặng mới bưng không nổi luôn. Tại cái ngọc ấn nó tới kêu ta 20-30 pound rồi đó, nặng lắm. Bữa kia không bưng được, bữa nay chỉ lấy cái kim bài được. Ai mà lên trên cái nhà điện Phật á, ồ cái này cũng không có đồ để chập pin cái này, nó có phải có cái dây chụp này nó hết điện á, pin phải có cái này. Ok rồi, chú Văn Quýt mấy đứa muốn hỏi gì hỏi. Đi đâu? Không đi đâu? Con đi vô chợ. À. Dạ. Rồi con đi vô những cái khu bình thường đó của mấy cái tiệm thôi. Tự nhiên con thấy người con đó, họ khiêu con hoài, không biết tại sao. Thằng đẹp á. Thật sự trong linh á, họ khiêu mình là họ chỉ muốn tạo cho cái sự biết là họ thích mình. Tại vì con có hào quang á. Trong linh đó, nó là những cái người giống như homeless, đói, lạnh, khổ, cô đơn. Rồi những cái đứa mà có hào quang mà biết tu tập á, là cúc tiên xuống á. Là giống như bây giờ homeless nó tìm ai? Tìm người giàu, tìm người khá, tìm người ăn mặc sang trọng đúng không? Nó đâu tìm mấy thằng bambi làm gì.
thì mấy cô tiên mấy con mà những năm đầu tu tập á, bắt đầu rửa ráy rồi, lên núi rửa ráy rồi á, là hào quang bắt đầu có khác người thường, thì vong linh nhìn thấy được nó chạy theo thôi. Cho nên những năm đầu á, những đứa mà chưa từng có trải nghiệm qua cái này á, từ từ sẽ có trải nghiệm, tức là chuyện bình thường, họ không có làm gì con. Còn đơn giản, những cái người vong linh mà họ muốn hại mình á, họ không bao giờ cho con thấy, họ làm cho con lật xe, tức là lật xe thôi. Cho mày chết, tức là mày chết, đâu cần phải quên nên mày làm gì. Còn kêu kêu nhột nhột đồ, những vui thôi thôi đi chỗ khác, để thôi chỉ cho dạy để đuổi vong linh đi. Khi mình ở một nơi nào quan nhắn, ngồi thiền hay là ở trong nhà hoàng, đi đám tang hay đi vào nghĩa địa chôn cất ai, thì chôn cất thì thường người ta đảo đây, thì nhiều lúc nó đông người mà, nhiều khi con đứng lên cái mã của họ nữa, mấy con phải khấn cho tôi đứng đỡ nghe, tôi không có ý đạp lên du nghe vô, đại khái mà nói chuyện cũng bình thường. Rồi cái con bị nhột nhột, khều tay khều chân, con búng búng ra, búng vậy nè, là đây là cái comment vong linh nó nhìn thấy, nó biết là con biết được cái language của họ. Vong linh nó cũng giống như người điếc, người câm, người ta không có nói được, nhưng mà người ta đọc chữ bằng trên TV á, thì cái đây là cái language của ma quỷ. Con bấm vậy nè thì con sẽ không có bị nó theo phá, tức là con đuổi họ đi, tức là họ biết con biết communication, cái này là một cách liên lạc, hiểu chưa? Đi cho khác chơi, đi cho khác chơi không. Còn như ngồi thiền, thiền thì bắt ấn tam mũi. Ấn tam mũi là giống như đây tao có súng là trạng rồi đó nghe, tới đây tao né liền á, né mắt cá đó. Thì cái đó là hơi đậm á, mình đừng có làm vậy. Bắt ấn thì là mình ngồi thiền rồi, còn khiêu khiêu mình á, mình bửi đi được thôi. Còn nếu mà ấy nữa, bắt ấn tam ca kim cang vậy nè, rồi nếu mà nó lì á, trưởng, nhiều kiểu lắm. Đừng có tới chỗ thì sao sư phụ? Hả? Thì cũng được. Đừng có làm phiền. Nhưng mà nếu nó đứng lì, vong linh nó cũng như người thôi. Nó còn lì lắm. Hồi nãy giới ước bây giờ tự nhiên cũng khô hay á. À, mấy con thấy chứng kiến ở đây, bữa lại bên đây biết nhiều đứa mà thấy, mấy con thấy nhiệm màu không? Đang mưa mà hết mưa, cái này không biết thế giới giải thích làm sao ta. Chắc mấy thằng lì lợm, mấy thằng đầu bự bằng cái lu á, ô tại vì nếu thiên long sơn tụi mày hên. Ông nói không có gió, đúng là không có gió, không mưa đúng là không có mưa, đúng không? Tại hai ông thằng gió thằng mưa nói cái chuyện mà đâu có không mất quy tính mình sao? Đúng thật đấy, hồi nãy con đi lái xe đó, lên đây thì trời mưa với cắt rồi con để xe lên rồi á, trời ơi nó lụt á, con gọi lên gặp ông Châu, nói tôi đang ngồi trên núi kia. Đây mình đó để đó ớn đem đi cắt chỗ khác này, mấy cái chai kìa trên bàn nhà mình, đem dẹp đi chỗ khác. Chịu không gọi, cây này đang là nắng. Tốt, che xấu thì đem khoe. Thì mấy con hôm nay là chứng minh rõ ràng. Còn sư phụ thấy cha về dạy bảo cũng lâu, cha chỉ nói nhắn lời cha đã blessing hết cả những người có mặt. Thì cha nói mấy đứa họ thiên phải giữ vững lòng tin. Trời Phật nói lúc nào cũng đúng, không có sai. Cha mặc áo lông bào màu xanh hôm nay nha, không có phải màu vàng như mấy lúc trước. Rồi có những gì cổ Phật xuống đây dự buổi lễ chung với chúng ta, cổ Phật đông. Rồi những hồn thiên trong núi, anh hùng dân tộc đồ đầy mày đó, tức là không phải tính như vậy. Cao là Phật với cha, xuống thì giống như ở dưới này thì giống như mấy vị Bồ Tát, mấy vị lập đạo, giống như ngài Minh Đăng Quang hay là những vị
Bồ Tát về dạy ở đây, về dạy xuống đây mấy Bồ Tát mà đó là mấy ông thần đầy đủ hết. Chỉ có một cái là thua làm sai, bữa nay thua đọc là kỷ niệm 7 năm thì cha chỉnh lời, không phải 8 năm rồi đó con, thì sai cái đó thôi. Năm sau là năm số 9 thành lập đạo, tại cha là người thành lập, thì cha nhớ rõ hơn sư phụ không, phải thua người thực hiện mình. Ở đời này, thế gian này ngộ khi ông Đức Giáo Hoàng bệnh qua, ồ con thằng Việt Nam nó chỉ như thượng đế của dù everyday, các ông cười bể bụng, mày mà gặp tao, tao cho mày cái hẹn 10 năm chưa gặp nữa, mà làm gì mà có cơ hội mà gặp thượng đế, tao là tao khấn mỗi ngày nè, tòa thánh Thích Tiên Căn nè, linh thiêng sang trọng đẹp nè, thượng đế đâu mà đi kiếm một cái thằng tép riêu như này á. Chúng sanh vậy đó, họ nghĩ vậy á, ngộ lắm, có bảo đảm có. Còn ngược lại trong mắt sư phụ thì ông chỉ là ông tiên thôi, xuống đây lãnh cái nhiệm vụ thôi, chứ hồi xưa đó ông cũng lính lát của tôi, ngày nào cũng lại cái tượng của tôi ở trong tòa thánh Vít Tây Căng, gặp mặt đó, sĩ giả. Ngày nào tôi bây giờ thường nói câu buồn đời, chuyện đời tức cười lắm. Khi ta trở lại, các ngươi không bao giờ nhận ra ta, mà các ngươi còn sỉ giả ta, chửi ta nữa, đúng không? Là Chúa nói, gặp tượng ta thì các ngươi lãng, còn gặp mặt ta thì sỉ xói, sỉ giả. Cho nên ông mới gọi là sàng lọc chứ. Ta đâu có quỵt lời hứa, ta trở lại thì ta trở lại, còn các ngươi muốn được ta cứu thì các ngươi bớt có lì lợm cứng đầu đi thì ta sẽ cứu. Còn cứu những người lì lợm cứng đầu như vậy về trên thiên đàng làm gì? Để tụi mày tạo phe tạo phái hả? Thôi ở dưới này tiếp đi, chịu khổ đi. Chú phụ là Chúa xua tay lầm. Chuyện này lại xung lại rồi. Ngày xưa chú phụ không có dám xưng, nhưng mà gần đây mấy vị nói cơ trời đi sát nút rồi, con không nói họ bỏ mất cơ hội. À con nói trong số có những người không có cái nghẽ đó, họ có lòng tin bên đạo Công giáo. Đây là đạo Công giáo phải không? Là chức gì cho mê vô trong nhà thờ? Bà quản. Bà quản của Công giáo. Mà hôm nay là thiên tui, đệ tử của Chúa. Nhưng mà người đời, người ngoại quốc, người có bao nhiêu người biết? Bây giờ Chúa phải trở lại bằng cái gì? Phải ba trên trời à? Chúa phải đầu thai vô một cái xác phàm. Còn cái xác nằm ở bên Jerusalem đã rỉ nát hết rồi. Bây giờ cái miếng giải cũng không phải là hồi xưa của sư quấn nữa, mà giờ tạo cái miếng giải giả rồi giờ đem viện bảo tàng tàu lao. Nếu như vậy cái áo này còn quý hơn cái miếng giải đó nữa. Mà trong khi miếng giải nó bán mấy tỷ đồ, trời ơi thấy ghê. Cười. Chuyện đời nhiều lúc tiếu lắm lắm. Chúng sanh dùng nó ngu, cực kỳ dùng chữ ngu chứ không ai dùng mình. Tại vì Công giáo dùng chữ ngu, còn nói vô minh là bên Phật họ cũng chẳng có hiểu cái sự mà vô minh như thế nào. Những nhật này lễ sống lại đó. Sống lại hả? Là yeah. Easter phải không? Yeah. Thì hồi xưa sư phụ nói what are you doing? Ta sẽ đi từ ở ta sẽ tái sanh vào phương Đông, rồi ta sẽ đi về phương Tây, tức là lễ Easter đó. Rõ ràng sư phụ đã chỉ cho họ biết là sư phụ sẽ tái sanh về đâu. Giống như những ngày Đạt Lai Đạt Ma, họ tái sanh, họ cho đệ tử họ biết ở phương Tây Bắc, ở gia đình đó. Nhưng mà cứ đem đi, sư phụ sẽ nhận diện được những cái món đồ của sư phụ. Ở bên tòa thánh Vít Tây Căng họ có đem tới cho sư phụ nhận diện không? Đâu có. Họ còn kiếm chuyện với sư phụ đủ thứ, đóng cửa núi mình ăn hiếp sư phụ, còn bắt sư phụ đập cái restroom nó bỏ nữa. Mấy anh Công giáo không à? Thì tụi mày á, muốn nguyên cái thành phố San Francisco đi xuống dưới nước rồi. Sư phụ đã cứu hồi năm 2015.
thành phố không có bị chìm dưới nước. Nhưng mà lần này khi mà cha nói á, ở này nãy cha nói, cái nơi mà thù sẽ trú ngụ không phải là Thiên Long Sơn mà là nước Việt. Mà nãy cha có nói vậy đó. Khi mà thù rời khỏi nước Mỹ này, nước Mỹ này sẽ có đại nạn đấy. Chỗ nào có Bồ Tát chỗ đó không có nạn, mà thù đi á, nó mệt lắm. Năm 2015 thù cứu cái thành phố Sông Văn một lần nữa. Mà nó vẫn ăn hiếp thù. Ghê Mỹ vậy. Đó là thử thách. Ta sẽ sanh ra ở phương Đông và ta sẽ lưu vong ở phương Tây. Bây giờ ta đang ngồi ở phương Tây nhưng mà ta trở về phương Đông. Các ngươi á, từng sao làm lễ của ta, lễ tần, lễ tần nít nghỉ học cho nên sư phụ dẫn mấy nhỏ đi tần. Easter là Chúa, Chúa sẽ sống lại từ phương Đông. Easter mà trời ơi, mình nói rõ vậy luôn vậy mà nó không có hiểu, không biết nói kiểu nào để nó hiểu. Bây giờ giống như bài toán đố người ta cho gần hơn nửa bài vậy mà cái đáp số vậy mà không chịu ra. Không, ngài phải thử thái, phải thử kiểu nào mình đâu có biết được. Liên chi đâu thì ở trong bài kinh Thiên Cha có nói rồi, đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lo dài, tức là lo cho thế giới trong hơi riêng biệt, lo cho cơ đạo ngày mai. Cái thiên tâm chúng ta ngày hôm nay nó mới có mọc mầm thôi, nó chưa có ra thân cây. Khi sư phụ có thế lực, có một cái tiếng nói với thế giới, với những lãnh đạo thế giới, sư phụ kêu nó ngồi nói, sư phụ kêu đúng 12 thằng. Rồi lúc đó sư phụ góp một chén mà giống như trong cái bức hình vậy đó, 12 lãnh đạo đó. Lúc đó Chúa đãi nó món gì vậy? Đãi gì đâu. Đãi gì đâu? Chúa phải rửa chân. Hả? Chúa phải rửa chân cho 12. Rồi ok rồi, rồi Chúa sẽ rửa chân cho 12 thằng. Kêu nó ngồi 12, Chúa rửa chân 12 thằng. Thì lúc đó mày chụp cái bức hình lại đi, cái mặt mới của tao nè. Nó không phải là tóc vàng nữa mà tóc đen rồi. Thì Chúa sẽ rửa chân cho 12 ông. Lúc đó Bùa Tích nghẹt rồi. Con được rửa chân nè. Khi nào mà sư phụ về Việt Nam mà thành người nổi danh á, thì mấy lãnh đạo thời nay á nó đi hết rồi. Những lãnh đạo thời sau á, cha đã chọn hết. Nói như nước Nga hay Tàu á là những người hiền từ không à, không có hung hăng như Tập Cận Bình hay là kiểu Biden nữa không? Biden ham tiền thôi chứ Biden cũng không có hung dữ mấy. Hơi ngu chút. Nhiều mấy thằng được cảnh từ chức hết rồi. Bữa nào kiếm 12 người hồn rửa chân thử bữa. Rửa chân rồi lại phải hôn chân nữa. Cái đó nữa hả? Yes. Bảo họ làm nail trước đi. Thiệt không? Thiệt, con cũng được rửa chân nè, con có hình nè. Ai rửa? Ông cha rửa, ông cha tránh xứ rửa. Có hôn chân không? Có. Có hình đồng hoàng á. Yêu. Yeah. Cha sẽ hôn chân con và rửa chân cho con. Trong cái giới này á, nó cũng có điểm. Mấy con có bao giờ biết cái vụ mang giới á, một tuần lễ hôm mà mang hoài cũng không có hôi á. Người tính mà. Trời, sư mẫu hỏi bạn ơi, mẫu mẫu có phải là áo của tôi, bà hay thích ngửi đúng không? Áo cái thùng nó thơm phức à, mà sư phụ mặc cả từng máng, sư phụ tiếc không có chịu giặt để nó đâu có hôi đâu. Bà cứ lấy bà ngửi hoài, bà ngửi giờ bà ghiền luôn á. Sư phụ không có mùi hôi, thiệt à, sư phụ có nói láo đâu. I am true. Trời ơi, vậy mà rửa chân. Trời ơi. Lầm thiệt. Chắc cái đó cho phụ không biết à, nghe màn này đóng vai khác xưa màn kia đó nha, đóng kinh khổ không có 3 năm mà họ chịu khổ 3 năm bị đóng ba cái đinh cho xong chuyện cho rồi để mà cái phim ending phải không. Còn màn này á, là còn nắm giữ gian sen lo cho quốc thái dân an lâu dài, cho nên cái màn này nó hơi khác chút, khác kiểu xưa. Tại kiểu xưa Do Thái bị mất nước 2000 năm. Còn kiểu đời mới á, kiểu đời mới á, mà nếu mà nó đóng đinh sư phụ hay là nó tới đây nó ám sát hay nó làm sư phụ nữa
kẻ quả địa cầu này á, là chắc cha vũ sổ luôn á, thiệt á. Ta phải tạo công đức lợi để mà cho cái thời vàng kim, thời thái bình. Muốn thái bình thì không được giết con của thượng đế, đúng không? Thì cho nên cái thời này mấy con yên tâm, ở trên nó chuồng sống tới 88 tuổi thì cha mới thưởng lợi cho cái thế giới này thái bình. Còn nếu không á, khó mà nói lắm á. Cười con nào ông giáo hả? Sư phụ ơi, chú Xu tới Lâm đó con. Cười á, con ca hay quá mà. Phúc tiên mới vậy ca hay. Thì đại tử nghĩ là tiên rồi. Nhưng mà có nói kiểu nào đi nữa, tự mình phải đốc đuốc đi, phải có bi trí dũng. Trí tức là cái trí huệ, phải biết phân tách. Chúa Giêsu hồi xưa làm gì, Thiên Tấn Kiệt làm gì, có giống giống hình thức với nhau không? Trên thế gian này không có ai tự lập một cái đạo được. Chúa lập cái đạo chỉ có con thượng đế, có ấn chứng của thượng đế mới lập được đạo nghe. Người phàm á, cỡ sư cô vô thượng sư hay là Lý Hồng Chí á, có lỗi lạc, có cả 100 triệu tín đồ thách á, phụ giám thách trên mạng đó, họ lập đạo đi. Ở nước Việt Nam có rất là nhiều người lôi kéo, rất là đông người thách á, họ lập đạo thì nó biết chết liền á, nó không phải chuyện đùa đâu. Chuyện như vậy thôi, dễ hiểu như vậy mà họ lại không hiểu, họ vẫn không tin. Còn mấy chuyện mà sư phụ có cái thông thiên nói chuyện được với bà chánh đó là bình thường, gần mấy 40 năm rồi, từ nhỏ tới lớn rồi không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Bữa nào đưa cho Hụ rửa chân cho, chân này thối, đi về đó ngồi đi. Thiên tươi đạo công giáo, chậu thối, rửa chân. Nếu mà có một người có một chút trí thức á, ngồi mà làm những cái phong cách, những cái danh từ thôi, tại bên kia bên công giáo dùng danh từ với cái công thức nhiều thôi, thì mình thấy nó trinh trọng. Chứ thật sự chất lượng không có, chúng ta là chất lượng có. Mình đây là chất lượng có, bi trí dũng. Mấy con cứ đọc cuốn kinh ngồi thiền, rồi cứ đạo thiên tâm là đạo thiên nhiên tự nhiên, không có ràng buộc, không có ép buộc. Khi mình lấy một người chồng, nó là đạo Hồi giáo hay nó là đạo ma, đạo quỷ gì á, mình thiên tâm, mình vẫn thiên tâm. Mình không có cần phải bắt người ta theo đạo mình. Cho nên thiên tâm rất là rộng mở và cởi mở. Những ngày kế tiếp từ đây tới mùa hè sẽ có những chuyện thay đổi lớn trên nước Việt, trên thế giới. Bây giờ đồng khô hồ cạn rồi, búa liềm sắp thành tro rồi. Rồi bữa nay ở bên Mã Lai nó có 5 cái mặt trời mọc. Nước Việt mình có 3 mặt trời, 3 mặt trăng gì đó, nhiều lắm. Thì những hiện tượng này sư phụ ngồi hỏi mấy vị là như thế nào, thì mấy vị nói thì đất nước đang loạn lạc, người còn khổ sẽ khổ thêm, tối tối thêm, chết chết nhiều thêm, thì nó sẽ có những cái hiện tượng báo động trước như vậy. Nước Việt sẽ không có khởi sắc đến khi nào một chiếc máy bay 7 Airbus 380 2 tầng lầu chở 900 người, 900 đệ tử họ Thiên về nước Việt đi. Thì lúc đó nước Việt mới khởi sắc. Còn họ Thiên chúng ta còn lưu vong khắp hải ngoại. Tội cho những họ Thiên ở trong nước và những thân nhân của mình còn khổ bệnh. Chứ chúng ta ở đây
Thật sự nó khổ chứ không đâu có quá đâu, cũng còn sống được, cũng còn sự sống. Ở Mỹ tuy là mình làm ít tiền nhưng mà mình không đến nổi. Còn bên kia không tiền là chết, không tiền là thiếu dinh dưỡng, không tiền là không có quan tài chôn. Thì trong nước là như vậy, còn chúng ta ở đây chỉ là cái hồ lô nó hơi cạn chút xíu đâu nhầm gì. Mỗi lần mà hồ lô cạn thì vợ chồng lục đục thì cứ qua đây chơi với Hữu, ngồi thiền là hết lục đục. Giống như Bích Vân với Huy á, nó qua hoài á, đóng cửa tiệm nó hai ba tiệm nó đóng hoài, nó kể ngồi nó con thích đóng cửa tiệm, qua đây chơi cho Hữu nhiều hơn là mở cửa tiệm. Nó lái từ đây tới, nó lái như là đi đây qua đào thao vậy, lái 14-15 tiếng mà như đi chơi vậy. Ngộ. Tại gần Phật gần trời á, hết mơ tiền quá không à, tiền cứ đóng hoài. Cái gì cười hoài đây tử? Con tên gì vậy? Quên rồi. Dung hả? Con là con của chúa giặt luôn phải không? Nghe là thuần luôn vậy đó, tức là đạo chúa thuần phải không? Có đạo ông giáo phải không? Hả? Đạo lúc đông nữa. À, con đạo ông giáo nè. Chùa có nhiều người đệ tử đạo ông giáo. Công cha rất là vui, lần đầu tiên hiếm có những vị cổ Phật đã từng tu ở quả địa cầu chúng ta hàng mấy trăm nghìn năm về trước mà hôm nay cũng về núi Thiên Long Sơn. Rồi cũng có những vị rất là lạ ở ngoài này cũng có về. Thì lúc đó sư phụ lên ngồi thiền ở trên điện mẫu á, cha mặc áo lông bào xanh, thì cha dạy sư phụ những chuyện của sư phụ thì không nói đây, còn cha kêu sư phụ nói lời mấy con thì sư phụ phải nói. Và kêu họ Thiên, tất cả các con là những người đầu tiên đi cùng với sư phụ những ngày khởi đầu rất là đi vào lịch sử nhân loại. Những cái bức hình mình chụp thấy đơn giản nhưng mà không có đơn giản, nó sẽ nằm trong thư viện thế giới sau này. Một điều cha khuyên là thời sàng lọc chưa có chấm dứt, sẽ còn khổ nạn tiếp tục. Mong tất cả các con giữ vững lòng tin. Giữ vững nha, tin cha. Cha kêu giữ vững lòng tin, tin cha. Và đồng thời những người có mặt hôm nay, cha đã giống như hộ trì hết rồi. Tức là đi tức là mình tắm bữa nay vậy đó. Cha nói gì ta? Để xưa tôi từ nhớ coi cha nói gì. Lúc mà nói qua nói lại á, cha còn nói Thiên Long Sơn không phải là nơi chánh thức của sư phụ, nhưng mà ở nơi này rất là nhiều, bất cứ chỗ nào trên núi này đều có dấu chân kỷ niệm của sư phụ ngài tạo ra. Mà hồi nãy cha nói không phải, sau này sư phụ sẽ về một nơi khác, cha chỉ nói vậy thôi. Rồi khi cái nhiệm vụ kỳ này, cha nói con còn đi những cái thành tinh khác, những cái nơi xa xôi hàng tỷ tỷ năm ánh sáng ở ngoài kia để mà lập đạo, những nơi đó cần có con nữa. Thì cha nãy cha nói sư phụ gì đó, thì giống như cái nghề của sư phụ là lập đạo từ bao đời nay, 2000 mấy năm về trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Thì cha nói những nơi xa xôi kia họ cũng đang cần con. Thì khi xong cái màn này, thế giới sẽ trở về thời đại đồng thống nhất, không còn thánh chiến nữa. Thì lúc đó thế giới này hết bất công, lời nguyện sư phụ đã đạt. Thì cha sẽ cho một cái mission mới, mà không biết thành tinh nào, hành tinh thằng lằn hay là người xám hay là người gì chưa biết. Đó là những lời hồi nãy mấy vị có nhắn nhủ lại. Bữa nay rất là trịnh trọng trang nghiêm, lần sau mình làm cho nó hay hơn nữa không?
À, thì cứ vậy thì nó ra cái buổi lễ. Chứ hồi xưa giờ 10 năm nay sư phụ làm đâu có đủ nhân lực đâu. Dọn ra rồi là cúng, chứ không có dân. Thì bữa nay có thêm cái đó thì nó trang trọng hơn chút thì cũng tốt á. Thì hy vọng năm sau á, núi được tự do mở cổng, thì lúc đó mình sẽ thông báo tất cả hồ thiên về, có thể 5-7 nghìn người. Còn bây giờ á, giữ im lặng, ai có ai hiểu thì tới, ai hiểu thì không thôi, mình được nhiêu đây cũng đủ rồi. Chủ yếu là có một cái video làm lưu niệm, và có các chư vị về đây để chứng minh. Có một điều sư phụ làm sai bữa nay, đó là khi sư phụ đọc sớ cha đứng cha nghe, là sư phụ nói là 7 năm kỷ niệm thành làm đạo, mà cha nói không phải, 8 năm rồi. Đó, thì có cái đó. Cho nên năm tới là năm thứ 9. Mà cứ ngày vía Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 2, ngày âm lịch đó, mình đừng có nhớ cái ngày dương lịch. Tại vì cái dương lịch đó, ở trên trời không có tính, trời anh tính âm lịch không à. Như ngày mùng 9 Tết của cha hay là ngày 1 Tết của mình vậy đó. Tất cả hôm nay được thành công mỹ mãn là do nhờ, thứ nhất về ẩm thực là có Trinh lo, bông hoa đứa nào ta? Đông lắm, giờ không nhớ tên, rồi Sương, rồi mấy đứa vòng vòng đây nè, 7 đồ á, Veronica nữa, ai nữa? Mỹ Hạnh ở đâu mà nó không thấy nè. Mỹ Hạnh đâu? Mỹ Hạnh dưới Long Cung ở đâu vậy? Lặn rồi hả? Lặn xuống biển rồi hả? Hồi nãy giờ không thấy Mỹ Hạnh ta. Thì Mỹ Hạnh có nhiều. Thì nhờ đứa nào mỗi đứa góp sức. Thì tất cả những đứa họ thiên đang có mặt ở đây mà ở tiểu bang khác, tuy là cũng cực khổ lái xe qua đây, hay bỏ công việc làm đi máy bay qua đây, cũng chàng cho chàng pháo đài cho mấy họ thiên ở Thiên Long Thổ. Tại vì không có Thiên Long Thổ, không có thật, chúng ta không có dịch được đạo, sư phụ làm có nổi nhiều quá. Mà mình làm long trọng nhiều chừng nào thì mấy vị thích chừng đó. Tại vì mình cũng giống như hoster vậy đó, mà giống như core này. Một buổi hôm nay cha xuống thì mấy vị trên trời cũng dùng cái buổi tiệc này biến ra bự lắm. Ví dụ như mình cúng một trái khóm, mấy vị biến cái trái khóm bự, miễn sao cho dùng đủ tất cả các vị hết. Rồi mấy vị ở dưới trái đất dễ gì gặp được cha, tại dưới đất đâu có lên trên thiên đình được. Thì cha xuống đây thì mấy vị ở đây cũng gặp, cũng như mình là một cái hosting, là reunion tất cả các chi vị từ các cõi về. Thì Thiên Long Sơn là nơi duy nhất có cái ân huệ đó. Mấy vị Bồ Tát, mấy vị Hồn Thiên Sông Núi, ở ngoài kia có hàng triệu vị Phật mà chúng ta không có biết. Tại vì một vị Phật xuống đây thôi, Phật Thích Ca thôi là đã 2000 mấy năm mà mình biết có một tên à, chứ ngoài kia có hàng triệu tên mà. Thì bữa nay có rất là nhiều vị Phật cổ có hiện diện ở đây. Rồi các con cho anh chàng vỗ tay cảm ơn. Để biết cảm ơn ai không? Cảm ơn ông thần mưa. Thái tử cảm ơn thần mưa. Bữa nay là ngưng đúng lúc không? Đúng giờ mình ổng hứa. Ngày qua ổng hứa sư phụ vậy đó. Ông nói đúng ra là phải mưa dầm về bữa nay. Rồi ổng là ổng giữ lời hứa. Rồi cảm ơn thằng gió, vỗ tay thằng gió. Không có gió. Nhưng mà chúc mình về là chuyện không biết rồi nghe. Ngày hôm qua mấy ổng hứa sư phụ vậy đó. Cho nên thằng mưa, thằng gió vỗ tay hay không? Cảm ơn. Rồi ở đây thì Sơn Thần mấy con biết rồi, ổng lo cũng như mấy con vậy đó. Rồi Thích Long Bạch Long cũng lo dữ lắm. Thôi tự cảm ơn Thích Long Bạch Long với ông Sơn Thần, mấy vị ở trên núi. Buổi lễ rất là thành công. Cái bộ không có nói chung không có bị lạ.
nói là gặp cha dù sợ biết là hả nói gì nhỏ này ở chùa Bông Bi La thì thụ vui thôi, tại vì có những đệ tử thật sự mấy con phải hiểu cái này nha. Tất cả con hôm nay cái tâm sáng, một người lên đây mà cái tâm không có sáng có thể làm cho Hù Bi La, giống như thí dụ nha, những năm về xưa không có mấy đứa con đông gì, những cái người dưới hạng với hồng đó lên họ làm lung tung à, rồi sư phụ kêu ngồi yên cũng không ai chịu ngồi yên á, cứ đi lụp chụp làm lộn, thì sư phụ đang ngồi thiền hay đang đọc sớ nó bị interfere, thì lúc đó thụ la lên lớn tiếng lên thì cái đó là cái lỗi, không hiểu không? Mấy vị không có muốn một cái buổi lễ như vậy rất là long trọng, tuy là người thế gian của mình làm cho người kia bực hay là người kia không có làm thông suốt công việc là chuyện của mình, còn đối với mấy vị là phải vui, mình vui thì mình cúng bằng cái tâm mấy vị mới vui. Còn một người ở trong núi hoặc là có những năm hồi xưa có những đứa con nít nó té nó la nó hét sùm hết trơn thì con nghĩ làm sao, nó có cái đó, chỉ có năm nay là thôi thấy super smooth. Trời ơi, xưa không có buổi nào mà không có chuyện hết, rồi còn thêm chuyện nữa, hồi xưa nó đâu có cái này, mấy ông nội cứ chạy vòng vòng bụi nó bay lên nữa, bụi những năm hồi xưa nó không phải là mưa nó bụi, cho nên nó rất là nhiều thứ mà mấy con không có thể tưởng tượng được. Một buổi lễ không phải dễ mà nó smooth như bữa nay đâu, khó lắm ạ. Bữa nay họ thấy bữa nay là smooth, tại vì mấy lần trước á mấy người kia làm thụ bực thì khi thụ bực thì cái hào quang với cái cha đọc được cái tâm á, cha vỗ một chập. Tại vì lúc xưa thụ không có cho ai đi vô đốt nhang hết, kêu ngồi im hết thì căng quá phải không, tại vì cứ lộn xộn lộn xộn. Lúc đó là sư Thiên Hải cũng vậy, lục đục đâu hải rồi, năm nay hiền lệ đó. Nó nghĩa là những cái năm đầu á những đệ tử nó không có biết, tại vì mình là người phàm, nhưng mà mình đang ở trong một cái nơi chung với những vị vô hình mà mình vô tình mình phạm. Còn giáo phụ là người ở hai bên tiếp xúc được với mấy con rồi trực tiếp với mấy vị là chính, đúng không? Thì giáo phụ phải là người làm sao cho cả bên người hữu hình và bên người vô hình đều vui kìa, không phải dễ làm đâu. Thì hồi xưa nó có những cái gọi là error đó, super error luôn. Còn thêm những chuyện nữa, có những lúc thụ ngồi đó đang đọc sớ, có những Phật tử không có hiểu cái công thức, cứ đi thăng xăng lên vòng vòng chổng đốt nha, sao cản được. Thụ đang đồng sao lôi đầu xuống, còn mấy đứa đứng dưới cũng không có lại được. Thì năm nay có những đứa nó hiểu, khi trên đó mà sư phụ mà đọc rồi không ai được lên, chỉ xuống ở dưới này thôi. Có những cái đó mình phải hiểu. Thì bây giờ có một số đệ tử ở cạnh sư phụ á, nó biết được nhiều thứ rồi, công thức rồi. Cho nên khi hồi sáng cha nói núi này không phải là nơi cư ngụ của sư phụ, Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ 500 mấy kênh nè, sư phụ cũng đã tặng cho hết các con rồi, rồi quản lý cho cộng đồng rồi. Sư phụ có một nơi mới thì các con hôm nay đã biết như vậy rồi, thì mỗi đứa nhìn thấy cái gì video ghi lại cũng giống như là ghi nốt lại rồi, nó có video làm chứng, thì lần sau cứ làm đúng như vậy. Tại sao mặn và chai, thường nói thẳng luôn không có sai. Tất cả vị thiên tướng hay là địa thần, địa tiên, nhân tiên và những vị mà sống chung với chúng ta nè ở cõi vô hình á, địa tiên thần thánh đều ăn mặn. Hồi xưa thụ cúng chay mà, thưa hồi xưa tu trong chùa mấy vị không kêu phải chỉnh lại, chỉ có những vị Phật cha hay đức thầy, thường thường á sư phụ nói chuyện với đức thầy á thì sư phụ làm bàn chay, sư phụ nói chuyện với mấy như mấy ngày trận đạo hay là ông Quan Công hay là ông Chột Washington á thì bằng mặn à, tức nghe là mấy vị thần thì mặn, còn mấy vị Phật
hoặc là những vị như Đức Thầy, Đức Huỳnh Phú Sổ là trai, cha là trai, mấy chư Phật là trai. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đạo chúng ta là chánh đạo quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta không có vô chuồng gà hay vô chuồng heo lấy con đang sống mà đi cúng. Cái đó là không bao giờ nên làm nghe. Tam tịnh nhục, đó là những cái đó. Thì ở ngoài kia có những vị thần, nhưng mà nói thần không thì cũng lần thứ hai mở lần nói chuyện. Thì mấy ông thần, có những ông thần giống như năm tướng mà đùng đùng chết á, Nguyễn Khoa Nam, Trần Nhân Hai, rồi ai nữa ta, có anh nhớ tên không? Nguyễn Nhân Hưng, ai nữa? Lê Văn Hưng, ai nữa? Trần Khoa Nam, ai nữa? Lê Nguyên Dĩ, rồi ai nữa? Vì sao ông còn ngồi đây, bữa không đùng đùng luôn đi? Thì những gì đó cũng có mặt ở đây. Họ không phải là ma, họ nhưng mà họ không có hào quang sáng. Tại vì họ vừa mới chết, họ cũng là người như mình, nhưng mà họ chết anh hùng á, thì cũng được đi theo mấy ông thần, đi hộ mấy ông thần. Thì ở ngoài đó có mấy ông đó. Sư phụ nói chuyện với mấy ông nhiều lần lắm, mà mấy ông thì không có được chọn để mà tiếp xúc với sư phụ. Chỉ có như Ngài Trận Đạo hay những gì như Nguyễn Minh Trực thì có thể. Chứ còn mấy ông là lính lát của mấy ông này. Không phải ai cũng có được ở trên chọn mà để tiếp xúc sư phụ đâu. Chỉ mấy vị lớn lớn không à. Thì ngoài đó có cái đó. Nhưng mà khi mình cúng á, những vị mà giống như năm ông mà đùng đùng á, là cần có nhiều khói. Tại cái khói cũng giống như giờ con đang lặn dưới biển, thì cũng cần cái bình oxygen. Thì mấy ông này á, ông cần có nhiều khói để mà mấy ông trụ lại ở cái buổi tiệc cho lâu. Thì lâu lâu á, mình thấy nhang mình xuống thấp á, thì qua đốt tiếp. Còn để nhang tàn là mấy ông đi á, con hiểu không? Mình đâu muốn ông đi sớm, ít nhất cũng hai cây nhang đi, tiếng nửa tiếng vậy đó, để ông tâm sự rồi cho nhiều. Đó là những cái bữa lễ căn bản như vậy. Kỳ này sư phụ với mấy đứa đệ tử gần gần nè, chạy lăng tăng mua ông mớ đồ của Ý rồi, chi rồi không, chocolate rồi, candy bar. Cho nên mấy con lấy mấy cái đó về thì ăn bớt nha, đồ Ý không à, ngon lắm. Chi với mật ong á, sư phụ mua mật ong cho Lệ á, nó bị allergy á, mật ong của Cali á, mấy cái bánh mật ong á, ở đó cũng hết xỉn á. Thì mỗi đứa chia ra chút chút, cái này cũng như là quà của Thiên Long Sơn tặng cho tất cả hội thiên người mang về ông mất. Sư phụ ước chi cái bệ này á, nó bự một chút, tại vì nó nhỏ quá chỉ được có nhiêu bàn là nhiêu bàn thôi. Sau này á, mọi chuyện mà khi cái chìa khóa, một cái chìa khóa trong đời phụ mà mở thì tất cả mọi thứ, giống mà cổng Thiên Long Sơn, người về Việt Nam, rồi bao nhiêu vân 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 vân, nó đi chung có một chìa khóa. Đó là ông chân thần với mấy vị thường nói đời cho phụ. Thường nói là giống như cái trứng rồng chưa nở, nở rồi gồng rồng nó mới bay được, còn bây giờ nó còn là cái trứng như trái banh, như ai muốn đá kiểu nào cũng được. Thì khi chìa khóa mà mở, thì tôi sẽ xây một cái điện cha khổng lồ trên đỉnh núi. Xe sẽ chạy bọc từ ở bên đó, bọc vào sau lưng, đậu ở trển, làm cái parking cả ngàn cái trên đỉnh núi. Cái núi mình á, không phải chỉ đi bộ, đi xe được, chỗ nào cũng đi xe được luôn á. Hiện giờ là tôi đi được á, mà xe nhỏ thôi. Thì chiếc xe nhỏ chạy được thì mình làm đường lộ bự thôi. Chứ không phải là núi mà mình đi không có đi xe được. Sư phụ sẽ xây cái điện cha khổng lồ để tuốt ở ngoài freeway á, họ cũng nhìn thấy nữa đó. Thì lúc đó mình sẽ là truyền thống lưu truyền nhiều nghìn năm. Ở núi này hiện bây giờ nó chưa có cái công trình gì gọi là xuất sắc á, bự á, để mà gọi là nơi du lịch tâm linh á. Sau này khi sư phụ nổi tiếng, hàng triệu, hàng tỷ người, cả người Mỹ lẫn người Việt, người Tàu,
họ biết được họ sẽ về đây. Thì những đứa có họ Thiên có mặt hôm nay, có bức hình đã chụp làm sẽ là chủ nhân của núi này. Chút ra chụp lại em cho chắc ăn không? Hồi nãy có đứa chụp không, chụp không? Thì tất cả ai có hình những cái ngày mà gọi là cái ngày khai quang này nè, thì là chủ nhân của núi này. Sư phụ là người ở trên trời, thế gian này trả lại gì của sư phụ hết. Thôi chỉ làm việc cho cha thôi. Thì gán bảo quản. Và cái quan trọng nhất là một người ở xa tới, người ta cái lòng người ta nôn nức á, người ta mong về núi. Thì những đứa ở gần đây là chủ núi, thì nói chuyện hay là cư xử phải hiểu ý. Tại người ta expect rất là cao, tại vì đi travel mà không giống như nãy. Thì mấy con là chủ núi, mấy con phải hiểu, đừng có làm ta phật ý. Tại vì cũng là họ Thiên, nhưng mà họ Thiên chúng ta tự do mà. Chứ đâu có bắt mấy đứa phải nhập thất tháng 2-3 ngày gì đâu, hay đọc kinh mỗi ngày gì đâu. Cái tâm tốt là quan trọng, và tâm trịnh nhục là quan trọng. Và hiểu về Thượng Đế, đeo dấu thiên tâm là chính yếu. Chứ còn mình chưa có quy tắc lời lỗi thu tập. Chỉ là giống như thường nhật đọc kinh để cho tâm nó an bình, an vui, an lạc thôi. Và cho đời sống của mình có một cái mục tiêu để đi. Đó là mục tiêu tôi sẽ hy sinh cái xác phàm này. Tôi không có màng chuyện thế gian giàu có danh vọng, chức này bà nọ ông kia chủ tiệm gì hết. Tôi chỉ biết tôi có gia đình họ Thiên ở Thiên Long Sơn. Tôi có cha mẹ tôi là ông trời, mẹ tôi là Phật Mẫu, sư phụ tôi là con ông trời. Sư phụ tôi còn đang ở tại thế. Tôi có một cái đại gia đình họ Thiên, đó là đủ rồi. Còn thằng chồng tôi nó ăn hiếp, nó đánh đập tôi, nó không có cho tôi tiền xài, chuyện của nó. Nó sẽ ôm tiền đi xuống cho ông Diêm Vương xài giùm đi. Còn chúng ta sẽ về trời gặp nhau, chứ nó không có xài tiền đô nha con. Cái vàng hộp sòn cũng không cần nữa. Tại vì vàng hộp sòn á, nó sẽ đeo cái là như cái ông bóng, cái hồn mình như ông bóng á, không khi mình rời khỏi xác á. Học sòn cục 10 cara thì nó nặng nhiều. 1 cara thôi còn có thể bay được. Còn càng bự chừng nào nó càng kéo cái hồn chúng ta dính ở lại trên cái cõi đời này nữa. Thì lúc đó chúng ta không có được đi. Cho nên tất cả tiền tài danh vọng thế gian đều là phù du ảo ảnh, không có gì là thật hết. Cả xác phàm sư phụ hiện giờ đang đứng đây cũng chả là thật. Đây sư phụ đã chiếc thân hiện bây giờ mười mấy người rồi, đi nhiều hành tinh rồi, một cái chiếc thân đứng đây cũng là giả thôi. Tất cả các con đứng ngồi đây cũng đều là giả, không có là thiệt luôn. Chẳng qua là con không biết, không nhớ và không có ai chỉ đường dẫn lối. Trước khi các đệ tử về núi gặp sư phụ hay là biết đạo thiên tâm, tất cả các con sống cuộc đời rất là lung bung và cũng chẳng biết mình làm gì và mình thiếu thốn cái gì. Mình sống thiếu mục tiêu, sống không có chân lý, không có lực để sống. Ngày nào cũng uể oải để cái alarm 5 giờ sáng thức, đi làm, đưa con, cứ nhiều đó thôi à. Rồi đến một ngày chúng ta già nhăn nhó, rồi chúng ta hên thì không bệnh, mà lỡ như có tờ giấy bị bệnh, rồi chúng ta cũng ra đi xuôi tay nhắm mắt một cách âm thầm chẳng ai biết. Rồi đi đâu cũng chẳng biết đi đâu luôn. Nếu không có tội thì đầu thai thành của quyền, chứ làm sao được về trời, đâu phải dễ về trời. Hôm nay các con đã biết được chắc chắn là sẽ về trời. Là vì đeo dấu thiên tâm, là vì sư phụ đã có lời nguyện. Ai là đệ tử sư phụ đời này thù đưa đi hết. Thù có cái lực đó. Chỉ tội cho người ở dưới núi và những người ở xa xôi, họ không có cái phước đó. Và những người thân trong gia đình mình mỗi ngày chửi sư phụ, dằn vặt các đệ tử, đi theo thằng đó rồi thằng đó nó khùng thế này thế nọ, đủ hết. Mấy con bị sỉ giả sỉ nhục nhiều, sư phụ thấy. Cả họ Thiên với họ Thiên ở gần sư phụ, đứa này cũng ăn hiếp đứa kia, thấy rất là buồn.
Nhưng mà làm sao? Mỗi đứa nó có cái tánh của nó. Sư phụ nói cái đạo của chúng ta là đạo thiên nhiên, đạo tự nhiên mà. Còn đứa nào làm đúng thì được các chư vị thương. Tại vì xung quanh chư vị bu quanh sư phụ đầy hết mà. Đứa nào làm gì, suy nghĩ gì sư phụ biết hết. Thiệt luôn á. Thì gán làm cho đúng. Về nhà mình không có nên quảng cáo đạo thiên tâm, quảng cáo thế này kia. Mình nói mà người ta chưa đủ phước, chưa đúng lúc để nghe, nó rất là phí. Và đồng thời cái người mà nghe đó, họ đã phạm thượng rồi á, họ khó có phước ở đời này lắm. Khi mình nói chuyện với một người phối ngẫu của mình thứ nhất không phải nghĩ ra cái gì nói liền. Cho nên khi đã biết tu tập, nghĩ ra cái gì khoan đã nói. Mà nói ra biết người ta đau lòng cũng không nên nói. Phải chờ đúng lúc mới nói. Còn nếu mà không đúng lúc mà nói thì cái kết quả nó tăng gấp đôi á. Cho nên tập cái đó, không phải mình nghĩ cái gì mình nói cái đó. Phải chờ. Tổ đặng á, cũ niên diện bích, sư phụ 40 năm diện bích. Ngày xưa sư phụ biết sư phụ thiên tử lâu rồi mà nói không ai nghe hết. Mấy ông rồng cũng lắc đầu luôn, mấy anh em của sư phụ nó không tin. Nó ý sao mày giàu ấy, mày không muốn cho tao tiền ấy, mày nói tiền này của Phật, của Thượng Đế, tao đâu thấy ổng đâu. Đưa cho tao đặt football này, không không cho nó quýnh mình á. À, cho nên khổ lắm. Sư phụ hiểu, đã từng qua mấy cái đó. Thì tất cả hội thiên các con đều bị cái đó. Chỉ có một cái là mình phải làm sao. Mình phải làm sao sống thật tốt, thật thay đổi. Thay đổi trước khi biết núi, trước khi biết thiên tướng kiệt. Ngày xưa chúng ta còn đi quờ quạng trong cái khu rừng, không có đường mòn, không có lối đi. Đi phải bươn lên cây, bươn lên bụi rậm. Thì cũng giống như nãy sư phụ nói, sáng thức dậy depression, cũng chẳng biết mình làm gì cho nó qua ngày. Thì cũng y như một người đi lạc trong rừng, không có lời, không có lối. Từ lúc thiên tâm ra đời, đạo ra đời ngày 19 tháng 2 năm 2017 là một cái freeway, một cái đại đạo. Đại đạo tức là đại freeway. Và chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ do Đức Thầy lái, cầm lái, chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Thì đại đạo ra đời. Hôm nay tất cả các con đã lên con đường đại lộ, đi thẳng và đi nhanh, đi lẹ hơn. Không có giống như những người đang còn chấp ngã dưới kia, chấp tướng, chấp hình, chấp đủ thứ hết. Thì họ cũng như một người đi trong rừng, trong bụi rậm, không có lời, không có lối. Và đi hoài cũng không thấy sao, cũng không thấy mặt trời. Đi trong bóng tối, đi đến nào mà mòn chân mỏi gối, đến khi nào mệt kiệt sức, rồi ngã quỵ, rồi chết. Chết một cách vô thường, vô ngã. Người thân giỏi lắm là thương tiếc một thời gian, rồi người thân cũng sẽ quên mình. Rồi linh hồn của mình đi về đâu? Linh hồn mình cũng sẽ cũng giấc dưỡng. Nếu mà không có tội đó, người có tội thì biết đi đâu rồi. Đi giấc dưỡng, đi lang thang, đi tìm những cái nơi mình đã từng đi. Mình thích gì đó, mình chết cái hồn mình đi đó. Mình thích shopping LV thì mình thích vô tiệm LV tối ngày, vô shopping mall. Mình thích nhảy đầm, mình vô mấy chỗ nhảy đầm. Ở đây đa số mấy con mà có thiên nhãn thông đi vô Las Vegas quá trời mà. Tại má thích nghe tiếng lon con á, hồi sống á, vô sòng bài á, thì trong đó là nhiều nhất. Đó là sự thật. Chúng ta muốn biết chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đeo dấu thiên tâm và phải biết ông trời là ai. Không cần biết sư phụ là ai, nhưng mà biết ông trời là ai. Đấng tạo quá. Chỉ cần biết như vậy thôi là mấy con được về trời. Thế giới nếu mà ai cũng biết ông trời là ai và biết sợ cha là sợ cha phạt, sợ cha, cha là Phật, cha từ bi, cha không có phạt. Nhưng mà những đứa nó vô nghì, những đứa nó hung dữ quá,
cũng phải trừng trị chút xíu để cho nó giống như con sanh ra mấy đứa con lì lợm vậy, cũng phải có một chút. Thì hôm nay các con đã đi trên xa lộ, đi trên một con đường bằng phẳng, rộng lớn. Gán giữ đó mà đi, giữ vững lòng tin. Đừng có đi như ngày xưa nữa, đừng có đi lạc, đừng có nghe ai nói gì hết. Người nào có phước thì có phước, người nào không có phước thì từ từ họ sẽ hiểu. Tất cả các họ thiên trên thế giới, những lời này sư phụ dặn dò phải chờ cái trứng rồng của sư phụ nở đi. Còn bây giờ sư phụ chưa có làm được gì cho tất cả các con họ thiên, sư phụ cũng thấy áy náy lắm. Cả sư phụ hàng ngày ngồi thiền cũng thấy buồn. Mỗi ngày nhìn kiến mình già thêm, sức khỏe thì cũng còn tạm được. Nhưng mà ngày về Việt Nam còn xa vời. Xưa sư phụ hay nghĩ xa vời, nhưng mà bây giờ mấy vị nói không. Tính từ ngày đồng hồ đã countdown, đã đi ngược, sẽ rất là lẹ đó. Cho nên mới có vụ biến chuyển bát tô bát thưởng. Ở trên thế giới, mỗi một ngày tất cả các quốc gia đều có sự biến đổi vô thường mà những cái người đời không bao giờ ngờ được. Nếu mà tất cả người trên thế giới mà theo dõi những lời của sư phụ nói, tuy sư phụ nói lung bung tùm lum, nhưng mà trong một cái clip 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, chỉ cần một chữ sư phụ thôi, họ hiểu được, cũng có thể cứu được cả dòng họ, nhà họ đó. Biết được thiên cơ thì mình vận dụng thời cơ. Biết chuyện đó sẽ xảy ra, mình sẽ không có tốn tiền đầu tư vô Bitcoin. Biết một cái chế độ sắp sụp đổ, mình không có nên hy sinh cho cái chế độ. Mình không có nên ôm cái gốc cây mục để mà mình chết chùm. Mình nên thay đổi. Mình đang là đảng Cộng sản thì mình nên theo đảng Thiên Việt để mà cứu dân, cứu nước. Có người chỉ cần một ngày sám hối sẽ thay đổi nha. Chứ họ không phải nói cái này để mà dụ những đảng viên theo sư phụ. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ họ là biết trước hay biết sau thôi, giống như mấy con vậy thôi. Lúc xưa mấy con đi trong bụi rừng rậm, họ cũng như là rừng rậm. Tại cái lòng tham với cái hung dữ của họ đã làm cho họ vô minh, họ đâu có hiểu được. Mấy con hôm nay không còn vô minh mới ngồi đây. Nhưng mà họ cũng sẽ có một ngày hết vô minh. Nhưng mà hết trước khi trứng rồng nở hay là sau trứng rồng nở nó quan trọng lắm. Giờ cái vé số sổ ra 6 con rồi, con đi mua, con nghĩ có trúng không vậy? Trúng không? Bây giờ nó còn 4 con, 5 con, chỉ mua 1 con thôi mà cho luôn á. Chứ giờ đợi tới sổ hết rồi mua còn gì để nói chuyện nữa. Bài tẩy, hồi xưa sư phụ không có lật hết. Bây giờ mấy vị nói con lật hết, con cứ nói hết. Chúa ơi, sư chuyển lưng thánh dương, vân vân, vân vân. Nói láng hết đi, vô kiệt hồi quý gì đi. Họ không tin, họ cũng vẫn không tin à. Chúng sanh nó vậy đó. Lì lợm lắm. Họ thiên có đường đại đạo, có thiên tâm là đại đạo, có Thiên Việt là một cái tổ chức. Thiên Việt có nghĩa là hội anh tài, hội anh tài vô thường nói tức là hội Long Hoa đó. Và sẽ có hội Viên Hồng đi chung với Thiên Việt để mà nắm vận mệnh của quốc gia trong tương lai, để đưa đất nước thay đổi một cực kỳ màu nhiệm. Đúng ra đó, 5 năm nay, hồi xưa ông Sơn Thần ổng thường nói sư phụ cái này. Tại sư phụ hay buồn á, ngồi nghe nói chuyện với ổng hoài. Thì ông nói chứ đời của Thái tử có thiếu một cái chìa khóa. Hãy có cái chìa khóa là nó sẽ mở ra hết tất cả. Phải không? Thì nếu tại cái cổng á, cái cổng đóng với cổng mở nó rất là quan trọng. Người không có biết cái khúc 3661 lên á, họ lên đây thì họ cũng thấy tượng, thấy anh hùng. Tuy là họ không có đạo gì hết, nhưng mà từ từ họ sẽ có cái cảm nhận, rồi họ theo đạo thiên tâm.
Nếu cái núi này mà mở 5 năm về trước tới giờ á, là cái số lượng ở vùng này theo Thiên Tâm rất là đông á. Cả còn những người ngồi ở đây đều là những người có duyên biết số mới lên. Thì ông Thiên Tâm cũng nói câu này, ông nói thì giờ mình chọn những người có đủ duyên đi lên núi, tức là đủ phước để mà theo đạo Thiên Tâm. Thì ông nói cái đó bây giờ đúng á. Đạo Thiên Tâm mỗi ngày á, trên thế giới rất là đông, mấy vị nói hàng ngàn hàng vạn á, trong nước Việt là nhiều nhất. Từ về đạo Thiên Tâm là chánh đạo, do Phật Di Lặc là giáo chủ đời thứ nhất, số hộ đệ tử Phật Di Lặc là con của Thượng Đế, là Chúa Xô Tế làm lại để mà cứu của Chúa, cứu con chiên của Chúa. Thì số hộ là người thứ hai, giáo chủ đời thứ hai. Nên sau này sẽ có Phật Di Lặc xuất hiện thiệt các con. Rồi chốt lại, tóm tắt lại, chốt tiếng của mấy đứa nhóc bển mình nghe quen. Tóm tắt tổng kết lại thành công buổi lễ. Chúc mừng tất cả các con họ Thiên hôm nay đã được cha blessing. Ok rồi, thôi sư phụ phải đi về nha. Xin tạm biệt tất cả. Ổng cũng giống như Thịnh Từ hay những vị Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay là Ngài Tự Sĩ, những vị cao tăng người ta có thần thông giống như hai ông ngày hôm qua ông kia gặp mình đây đó, là đều nói chuyện được với cha hết. Trong Phật giáo mình á, sư phụ gặp mấy chục ông đều nói chuyện được với cha mẹ hết. Xuống hộ Thái Tử, hộ con tôi nha, hộ nha mấy ông bữa hôm qua đó, 10 năm mới gặp. Chứ không phải Phật giáo mình là dở hơn mấy thầy Tây Tạng đó, nhưng mà người ta không có lên trên mạng chừng không. Cô thường nói những vị cao tăng mà nói chuyện được với Phật á rất là đông. Còn mấy ông mà không có nói chuyện với Phật á thì mấy ông nói chuyện với chúng sanh đầy trên mạng hết. Còn mấy ông mà thứ thiệt thì bữa qua đây thăm sư phụ nè, mấy ông phải ẩn danh, không có cho để hình lên, không có cho nói tên, sư phụ giao du hết mà. Thì lúc đó Hòa Thượng Thích Thắng Quang á, ông ngồi thì ông nói chuyện gì với Phật A Di Đà mình không biết, tại ông đệ tử Phật A Di Đà. Rồi cái tự nhiên sáng á, ông gọi cho hộ, ông kêu làm cái hình thù này. Lúc cái đầu tiên mà làm buổi lễ mà có cái clip á, là bằng gỗ, mấy con nhớ đi, nó không có bằng đá, bằng vàng nữa. Rồi lẹ quá, chùa đâu có biết, trong vòng 3 ngày ông kêu phải chuẩn bị làm cái lễ quán đảnh. Đây thiên tử xuống trần á, làm lễ quán đảnh cũng như là mở cái password ra để mà có power. Sư phụ người thế gian hiện là mấy con biết như vậy. Trừ khi phụ vô hãng thì phụ có cái thai rồi là chủ không, còn ngoài đời phụ đâu có lạ gì đâu. Cả mấy con cũng phụ chỉ đường thôi, tự mấy con phải đi mà. Nhưng mà cõi vô hình á, khi mà phụ để cái này á là thiên binh thiên tướng phải quỳ á. Và cái chân phụ cũng vậy, giống như phụ hay kể ông thần thọ thần á, cái tay phụ cũng là cái ấn, cái tay với cái ngọc ấn với cái miếng này với cái này nó đều giống nhau hết, là có comment có hiệu lệnh đó. Thì lúc đó Hòa Thượng Thái Hoàng kêu thụ làm này thì vậy. Tại sao 68 là gì? Phật Di Lặc là người 68, sư phụ là 68 lập ra đạo, là vì Phật thứ 8 của cái thế gian này, của đời này. Mình đã trải qua 7 đời Phật rồi, thì Tỳ Bà Thi nè, trong kinh thụ có ai nói đó. Thì Phật Di Lặc 68 gọi là Buddha King, King 68, lĩnh Pháp Dương Kim lĩnh. Dương là thiên tử, Pháp tức là thuộc truyền cái Pháp lại, Kim lĩnh Thái tử Thiên Nhãn, tên của thụ trên trời. Con lần cha mấy tuần trước cha nói á, tên con á là Thiên Nhãn, cho nên con nhìn sự việc gì cũng thấu suốt. Rồi cái này năm 2017, cho nên thụ có ba cái này. Cái cục này á, thụ làm như ta 50 cái miếng vàng tròn tròn, sư phụ có đó nhiều lắm, nó ngao á.
khoảng 50-60 cái đó, 60-70 gì đó, nấu rồi được cái này. Thì này nếu mà bữa hổm cân á, khoảng 34-35 lượng, lượng của Việt Nam. Sau này nó sẽ đi theo sư phụ suốt đời này cho tới vị Di Lạc thứ ba, sư phụ là số 2 phải không? Người thứ ba sẽ nhận cái này, sẽ tiếp tục. Tại vì cái này có thần thông của cha, của hội đồng chư Phật. Còn người phàm á, mà có cái này nó cũng như cục vàng thôi à, nó không có hiệu lệnh. Mà cục này á, mà nếu mà so với vàng á, một cái kho vàng, một cái kho tàng cũng không có đổi giá trị bằng cái này. Tại kho vàng không có cứu được mạng người, cái kim bài này cứu được mạng người á. Thiện Khánh này làm chứng, không phải như vậy đâu, nhiều lắm, sư mẫu nhà nữa, còn nhiều đứa kia nữa. Đây có nhiều đứa nữa, con đâu phải không? Thì đứa nào á, mà một năm á, phải bữa nay tại chúng phải về đi họp với mấy vị, tại chúc mấy vị về nằm. Đứa nào mà hiện giờ mà bệnh nặng đâu giờ ta là thua làm lẹ thua đi. Nhiều quá. Có thiệt không vậy? Vậy sao chú về? Thôi, người nào nhẹ gõ người đó chứ sư phụ con nhẹ. Thôi, bên đây Mỹ lên đây. Mỹ đúng rồi, bên Mỹ đang nhận nhất. Mỹ là một cô tiên ở tầng trời thứ 13. Xuống trần á bị khổ nạn. Mỹ Mỹ nằm mơ thấy được mẹ. Mấy ngày sư phụ khấn cho Mỹ Mỹ nhiều. Phụ cũng nhờ mẹ khấn cho nên con kể chuyện con nằm mơ. Con sao mà con được mà Gà La đó. Thì tối con về con ngủ thì con nằm với mẹ, nhưng mà cái giấc mơ của mẹ là see through, không có mà thấy được giống như là người phàm mình, mà áo mẫu đồ của mẹ bạn nó rất là đẹp, khó mà giải thích lắm. Cái mà ở trên điện Phật các thì nó tự tự, nhưng mà của mẹ là lấp lánh màu hộp sòn với lại kim tuyến. Mẹ tới rất là nhẹ nhàng, em không biết tại sao mà em gặp mẹ, xong rồi em nhìn qua bên phải đó, em cũng thấy là một cả ngàn người tiên đứng đó chờ mẹ hay sao em không biết. Thì em có gặp cái phần đó. Thầy thù nói với Mỹ mới biết đạo cũng gần đây, nhưng mà cốt tiên đã có căn cơ rất là cao sâu dày rồi, nhưng mà xuống trần không có hiểu cái chạy theo đời sống á. Thì có một cái bệnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà sư phụ với anh bác giải rồi. Người có phước mới có mạng là la trên đầu. Đây, con thấy cái mặt này, cái hình này nè, các con thấy không? Ngay điện mẫu, ngay điện mẫu mình nè, là mẹ về cứu, nên hôm nay còn đứng đây được. Bữa là xém đi rồi, nên bữa nay sư phụ là để cục này lên để cho nó dứt bệnh luôn cho rồi. Mấy đứa con mà hành tâm á, không phải người tu lâu hay là theo thiên tâm lâu, hay là những gì thầy ngoài kia có thể tu từ mới sanh ra là tu, nhưng mà cái căn cốt họ thấp, cũng không bằng những căn cốt người này nữa. Chứ một đứa đây cũng kêu đó là Melissa rồi. Vanessa rồi. Mới đây mà. Vanessa. Cũng ở tầng trời cao lắm, mà nhỏ này xuống đây nó còn tấn, nó chưa tu. Đâu rồi, mới đây mà. Lẹ. Đó thì những người mà có duyên nhiều đời nhiều kiếp với hữu á, hôm nay gặp lại đây. Các con cũng có duyên nữa, nhưng mà có người có duyên tự trên trời nghe. Có người có duyên với sư phụ từ những kiếp sư làm vua Minh Mạng, vua này vua kia vậy đó, cũng có đứa. Chứ không phải không mà chúng ta đứng ở đây đâu, nó thật vậy đó. Ở ngoài kia rất là đông đông người, và rất là người mình không ưa, mình đi ra đường mình gặp cái đống người hay ăn hiếp mình đúng không? Đâu phải mình có duyên mà một đống người ở đây hiền không à? Bây giờ thử mấy con bỏ đồng hồ hay lăn lộn cục hột sòn trên đài sân này đi, bảo đảm không mất. Không có mất. Chẳng là... thử đi, thử. Không, chưa thử rồi. Hồi trước cái núi này á, có nhiều người lên đây á, người thử.
lụm lại để trong gỗ á, thiệt má, iPhone nè, hồi xưa cái núi mình mở cửa mà tết đó, trời ơi, họ rớt quá trời luôn, rồi cái từ từ họ lên đây, iPhone mắt kiến, thiệt lắm á, học son nhẫn rồi còn rất tá lạ. Còn đây mấy người cười nghĩa là sao, tức là mà không tin tưởng ngồi thiên mình phải không? Thật sự ở trên này không có mắt. Đâu bây giờ đâu Vanessa. Nên làm tiên á thì rất là khó, làm người rất là dễ, làm thú càng dễ hơn. Còn làm củ quyền á là giống như ăn lành ở hiền, rồi mình không có biết tu tập, nhưng mà mình cũng không có phạm ai, tức là nước giếng không đụng nước sông, thì đó là những củ quyền giống như vợ chồng ở vùng quê hay là những vợ chồng sống rất là bình dị, họ cũng tái sanh làm củ quyền thôi. Đây là cũng là cô tiên ở tầng trời thứ 13, 14. Mà cô tiên này chỉ biết tu, còn mình nhon lắm. Cho nên thấy những người cốt tiên á, mấy con thấy không, xuống đây cũng là giữ cái tinh chất thông minh, những cái hiền, nhưng mà cũng đi giống như nãy thụ nói, đi trong cái rừng rậm á, không có đi trên xa lộ. Thì hôm nay đã về xa lộ rồi, nhưng mà chưa có nhấn ga. Mấy lấy xa chưa đọc kinh nhỉ, nhà có đọc kinh không? Có hả? Ừ. Cho nên mấy con phải đọc, để cái nghiệp nó đổ á, nó đổ nhẹ thì thụ cứu nổi. Mà mấy đứa mà không có chịu lại sám hối, không có làm theo cuốn kinh Thiên Tâm á, mà không có lại sám hối mỗi ngày đó, nó đổ mạnh quá, thụ trở tay không có kịp á, nó phải từ từ nhẹ nhẹ phải không? Tức là mình cứu chiếc thuyền là được, thì ít nhất á, mà chiếc thuyền nó cũng đừng có bể nát hết, nó phải còn một chút. Giống như bữa cái ông công giáo đó, ổng chỉ cần đưa cái chán cho thụ vẽ thôi, thì ít nhiều ổng cũng thượng được về trời, chứ còn bữa ông nghe thôi mà ổng biết ổng có tin không. Ông khó về lắm á, nhìn con nhìn đi. Và đồng thời thí dụ như ông bị ung thư gan phổi cấp 2, thì mình về đây lấy cái này hay trên điện mẹ mình xin được á. Tại vì mấy vị cần có một chút xíu cái mechanical software nó error thì mình dễ sửa. Nhưng mà mechanical á là phải ít nhất chiếc xe phải còn chạy được, thì cái computer máy xe thì mình mới sửa, đúng không? Bây giờ chiếc xe thường nó rỉ nát hết rồi sao? Cho nên trước khi bệnh là mình phải đọc kinh mỗi ngày, là nó quan trọng chỗ đó. Ở đây mình đâu có guarantee, đâu có biết được ngày mai mình có gì đâu. Có ai biết ngày mai mình bị gì không? Không đó không? Vậy là cuốn kinh là mình biết chắc là mình đọc được không? Nó dễ đọc và ghiền luôn á. Thì mình mua cái insurance đó đi. Vậy chứ giờ con đóng mỗi tháng 500, 600, mua life insurance để làm cái gì? Thì cũng giống cuốn kinh là life insurance rồi, không tốn đồng nào á, mà lại thực tế nữa. Còn mua insurance kia không có thực tế, con mà ngân đóng là ngày con chết không thường đồng nào. Ok rồi, đi về. Đây. Đông người nhất ẩu quá vậy. Quá trời. Mày nhẫn nhẽo. Không mấy cậu cần mày nhất con mèo. Cái này nó có cái hồi dụng khác nữa, nó nặng lắm, nó 3-4-5 lượng vàng, nó gõ mạnh vô cái là nó nhỏ rồi nè, không muốn kiểu nào đang bằng bị thấp á. Bỏ lần làm vậy á, chứ phụ phải về ngâm phải xong cái này ăn xui chứ cưng. Để nó mục đích nó là cái gì phải không, hút cái xui thôi, nó không dùng cái máy vắt zoom vậy đó, nó hút cái xui trong người của mình ra. Ok, ai có vàng? Vâng, lâu rồi mới đem này ra, con lên đây. Vâng.
Ai xong rồi đi đi qua bên. Ai xong rồi đi xuống đi. Đi ra lên đây. Khi nào xong rồi xuống. Thôi tặng luôn nè. Khi nào xong rồi xuống. Bên này. Cho mình khác lên. Lại lên nào. Cho lão Phật gia lên. Con quen mặt ông của Cali. Đây con ông Cali nó con phát Cali. Chú bố ơi cho má con xin chứ. Ok rồi quay đi rồi hết. Trước rồi. Lên tới đó rồi chứ không vậy. Sao quá không có tới nổi. Không cũng sao mà diễn phạm với người động của con. Thảo ơi. Thảo giao hẹn luôn rồi, Thảo giao hẹn luôn. Còn nữa. Quay tiếp Thảo ơi. Oh, sorry. Ở Điện Thái Hoàng Thiên, ở núi Cấm là có một cái duy nhất mà chấn được biết bao nhiêu tà ở bển. Đây đệ tử này là theo thụ từ ngày đầu cũng bị dùi dập cũng dữ lắm, phụ đuổi xuống núi hoài mà cũng vẫn lên lại. Nó thương ở chỗ. Nó đi học lại chứ phụ. Hả? Dạ cho con nó đi học lại chứ. Đóng cho một cái cây sẽ được. Thấy Kim Loan đâu không? Luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm.